Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 21, rèn luyện tại cơ quan đường. Cơ quan đường chính là nơi quan trọng của tông môn. Cao hơn một bậc so với tông vụ đường, muốn đến đây tu luyện thậm chí còn phải tiêu tốn ngân lượng. 500 lượng mà Lâm Nhất để lại chính là để dành cho việc này. Sau khi giao nộp 300 lượng bạc trắng, hắn được phép vào trong. Bên trong cơ quan đường có rất nhiều con rối chiến đấu với thực lực khác nhau. Có thể mô phỏng động tác và suy nghĩ của võ giả, hơn nữa còn có thể tích lũy kinh nghiệm sau mỗi lần chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu của chúng cực kỳ phong phú. Giao thủ với đám rối chiến đấu này giống như giao chiến với cao thủ giang hồ, hiệu quả kinh người. Dù có lịch luyện bao lâu ở trong dãy núi Hoàng Vân đi chăng nữa thì cũng chỉ là giao thủ với hung thú mà thôi. Mà hung thú và võ giả suy cho cùng vẫn khác nhau. Cơ quan đường phân thành hai khu vực lớn trong và ngoài. Khu vực ngoài là nơi dành cho đệ tử ngoại môn, khu vực bên trong là cho đệ tử nội môn. So với khu bên ngoài huyên náo ồn ào thì khu bên trong rõ ràng vắng vẻ, rộng rãi thanh thang hơn rất nhiều. Nhưng bên ngoài có chật chội chen chúc thế nào thì đệ tử ngoại môn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện vào bên trong lịch luyện. Lâm Nhất vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đám đệ tử ngoại môn. Mau xem, đây là ai? Đây chẳng phải là tên kiếm nô Lâm Nhất sao? Không ở phòng tẩy kiếm mà chạy đến đây làm gì? He he, huynh vẫn chưa biết à, tên kiếm nô này hiện tại đã trở thành đệ tử ngoại môn rồi, mấy ngày trước còn đả thương tên vô dụng Chu Bình, rất nhiều người ở tông vụ đường đều chứng kiến đó. Chủ nhân cũ của thân thể này cũng nổi tiếng ở Thanh Vân Môn với tài bảo dưỡng kiếm, cộng thêm quan hệ với Tô Hàm Nguyệt. Gần như đa số đệ tử đều đã được nghe đến câu chuyện của hắn, đều cật lực châm biếm mỉa mai, sự si tình của hắn. Cho nên Lâm Nhất vừa xuất hiện đã bị nhận ra ngay, thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Tên tiểu tử này mới học kiếm có mấy ngày mà cũng dám đến cơ quan đường, lá gan cũng lớn thật. Ta đánh cược, hắn không đỡ nổi 5 chiêu đã bị con rối đánh bại. 5 chiêu quá nhiều, ta cược 3 chiêu. Đám đệ tử ngoại môn có mặt ở đó lộ vẻ kiêu ngạo, lũ lượt cá cược với nhau. Sắc mặt Lâm Nhất bình thản, chọn một đài huấn luyện rồi nhảy lên. Vào khoảnh khắc hắn đứng trên đài huấn luyện, con rối chiến đấu trong góc lập tức phản ứng, hai mắt liền sáng rực lên. Siêu, siêu, siêu. Con rối làm từ gỗ nhìn thì trông có vẻ vụng về, nhưng bước chân lại linh hoạt tiến tới vung kiếm ra. Lâm Nhất lần đầu tiên đối chiến với con rối chiến đấu nên không ngờ được tốc độ của nó lại nhanh như vậy, đến lúc rút kiếm ra khỏi vỏ thì đối phương đã giết đến trước mắt rồi. Keng. Hai kiếm giao nhau, Lâm Nhất bất ngờ không kịp rút kiếm. Bị một kiếm của đối phương ép lui về sau, thiếu chút nữa là ngã khỏi lôi đài. Ha ha ha. Bộ dạng chật vật bối rối bị đám đệ tử ngoại môn gần đó chứng kiến, nhất thời cười phá lên. Hồn hển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con rối chiến đấu không có bất cứ cảm xúc nào, không chút do dự đâm ra một kiếm nữa. Lâm Nhất suýt bị đánh rơi khỏi lôi đài, cắn răng không nói gì, âm thầm vận chuyển nội kình hùng hậu của Thuần Dương Công. Keng. Con rối chiến đấu đâm tới một nhát kiếm cực hiểm, bị Lâm Nhất vững vàng ngăn lại, hắn đứng ở bên mép lôi đài không hề nhúc nhích. Khu vực xung quanh đài huấn luyện lập tức lâm vào cảnh tĩnh lặng. Đám đệ tử ngoại môn vừa nãy còn cười cợt không kiêng kỵ gì lúc này nụ cười đều đông cứng hết lại. Lâm Nhất ổn định lại, thuận thế triển khai lưu phong kiếm pháp, vốn gần bị đánh bại, chỉ thiếu một bước nữa thôi là rơi khỏi võ đài lúc này lại chặt chẽ ổn định lại thế cục. Chuyện gì vậy? Nỏ mạnh hết đà mà thôi, vừa rồi hắn bị ép vào đường cùng, nên bắt buộc phải hết sức bạo phát nội kình mới có thể xoay chuyển được tình thế. Đúng, chắc chắn là vậy, nếu không với thực lực của hắn làm sao có thể một kiếm mà chỉ suýt chút nữa bị bước rớt khỏi võ đài chứ. Nụ cười cứng ngắc trên mặt của đám đệ tử ngoại môn dần dần khôi phục lại, chỉ cho rằng Lâm Nhất đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, nội kình tiêu hao hết thì sẽ càng thảm hại hơn. Tụ nước thành sông. Tuôn trào như gió. Lâm Nhất ổn định lại vị trí, lực lượng dự trữ vô tận, lúc triển khai chân ý của Lưu Phong kiếm pháp đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Thế trận hiện tại chớp mắt nghịch chuyển. Con rối chiến đấu bị Lâm Nhất không ngừng bước lui, sau 20 chiêu thì bị hắn mạnh mẽ đánh rớt khỏi lôi đài. Cùng với sự thất bại của con rối ở cơ quan đường, hiện trường rơi vào tĩnh mịch, không một tiếng động. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, bay xuống dưới, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Giao thủ với con rối chiến đấu quả thực rất có ích, có điều thực lực của con rối sơ cấp cũng chỉ bình thường.
Được đấu với con rối trung cấp mới có thể đạt được hiệu quả tu luyện tốt hơn. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên giữa hiện trường tĩnh mịch nên cực kỳ gây sự chú ý. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Tiêu dẫn theo một đám người đang đi tới. Lâm sư đệ quả nhiên là kỳ tài kiếm đạo, mới chỉ tu luyện kiếm pháp mới có mấy ngày mà đã có thể chiến thắng con rối sơ cấp, sư huynh bái phục. Trần Tiêu nở nụ cười đầy vẻ hiền lành, ca ngợi, nói. Tránh ra, tránh ra. Đám đệ tử đi theo hắn ta tới ngang ngược đẩy những người khác ra, từ một góc độ khác chặn đường đi của Lâm Nhất lại. Chương 22, kiếm nô Lâm Nhất xin Trần sư huynh chỉ giáo. Như vậy là muốn làm gì? Trần sư huynh cũng từng va chạm với Lâm Nhất à? Sợ là không ổn rồi, tay Trần Tiêu này nổi tiếng nham hiểm, cười càng tươi ra tay càng tàn độc, ngoài 10 đệ tử ngoại môn đứng đầu, không ai dám chọc vào hắn ta. Đám người thì thầm bàn tán, tình huống bất thình lình xảy ra này khiến họ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thần sắc Lâm Nhất không thay đổi, bình tĩnh nói, sư huynh, khách sáo rồi. Không cần nói đến khách sáo. Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh thì ta cũng nên làm tròn bổn phận của một sư huynh. Ngươi không cần phải đi xin đấu với con rối trung cấp nữa, sư huynh đối chiến với ngươi, chỉ dạy ngươi kiếm pháp. Trần Tiêu ôm trường kiếm trong lòng, cười nhẹ nói. Cũng đừng trách sư huynh ức hiếp ngươi, ta chỉ dùng tu vi giống ngươi, đây là 3 viên tôi thể đan, nếu như ngươi có thể tiếp sư huynh trăm chiêu thì sẽ là của ngươi. Vốn cho rằng Lâm Nhất không từ chối, Trần Tiêu tiện tay ném xuống. Bình ngọc đựng đan dược lăn về phía Lâm Nhất. Đệ tử ngoại môn bốn phía xúm lại càng lúc càng đông, bầu không khí tại hiện trường dần trở nên căng thẳng. Lúc này, ai cũng có thể nhìn ra, tay Trần Tiêu này tới để gây sự với Lâm Nhất. Sao hả? Đan dược mà Tô sư tỷ ban thưởng cho ngươi, ngươi liền vẫy đuôi nhặt lên ngay, vậy mà ngươi lại coi thường phần thưởng ta ban cho, như vậy có phải là coi thường Trần mỗ không? Nụ cười trên gương mặt Trần Tiêu đột ngột biến mất. Thay vào đó là sát ý lạnh lẽo trong ánh mắt, khí thế võ đạo tầng 5 mạnh mẽ tỏa ra. Lâm Nhất lập tức cảm nhận được áp lực, cảnh giới khác biệt rõ ràng không có gì phải nghi ngờ. Tô sư tỷ. Đúng lúc này, có người kinh hô lên một tiếng rồi nhìn về phía cửa ra vào của cơ quan đường. Một nam một nữ đang đứng ở đó, nữ là Tô Hàm Nguyệt, một thân váy dài màu xanh, mắt ngọc mày ngài, cơ hồ như tuyết, dung mạo tinh xảo kết hợp với khí chất băng lãnh quả là đẹp không ai sánh bằng. Nhất thời, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nam chính là đệ tử nội môn ngày hôm đó cùng Tô Hàm Nguyệt tới lấy kiếm, Vương Ninh, cũng tuấn lãng bất phàm, khí chất xuất trần. Tô Hàm Nguyệt. Nội tâm bình tĩnh của Lâm Nhất phát sinh một chút gợn sóng vì sự xuất hiện của Tô Hàm Nguyệt. Tô Hàm Nguyệt là thiên chi kiêu tử chân chính của Thanh Vân Môn, nàng vừa có dung mạo xinh đẹp động lòng người, vừa có thiên phú võ đạo khiến người khác phải ngước nhìn. Tuổi còn trẻ mà đã là người đứng đầu trong đệ tử nội môn. Không chỉ vô cùng nổi bật trong Thanh Vân Môn, e là phóng mắt cả nước thiên thủy cũng ít có người sánh kịp. Nàng cao cao tại thượng, chỉ liếc nhìn một cái liền khiến người khác phải nảy sinh cảm giác hèn mọn nhỏ bé. Nữ tử như vậy, người bình thường đến nghĩ còn không dám nghĩ tới, cho nên sự si tình của nguyên chủ Lâm Nhất mới bị cả tông môn cười nhạo. Một tên kiếm nô thấp kém lại dám thích Tô Hàm Nguyệt, chẳng phải còn nực cười hơn cả chuyện cười sao. Chuyện cũ trước kia như gió thoảng mây bay. Lâm Nhất cũng không muốn quan tâm đến sự si tình của nguyên chủ nữa, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết Tô Hàm Nguyệt là người thế nào rồi. Sớm đã chặt đứt toàn bộ nhớ nhung rồi. Nhưng lúc này, sau khi Tô Hàm Nguyệt xuất hiện, Lâm Nhất có thể cảm nhận được ánh mắt của các đệ tử ngoại môn xung quanh nhìn hắn dần dần thay đổi, đầy sự nghiền ngẫm. Tâm thế của Lâm Nhất có tốt thế nào thì lúc này cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Sắc mặt hơi trầm xuống. Cúi gằm mặt đi về phía trước. Tên kiếm nô, ta có nói cho ngươi đi chưa? Khóe miệng Trần Tiêu cong lên thành một mặt cười nhạo, trong lòng thầm nghĩ, Tô Hàm Nguyệt tới thật đúng lúc. Trái phải hai bên sông tới bốn người, sắc mặt không lành, ngăn Lâm Nhất lại. Trần Tiêu, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cắn răng nói. Trần Tiêu cười nói, ta ức hiếp ngươi sao? Sư huynh chỉ có ý tốt, muốn chỉ ngươi kiếm pháp mà thôi. Ngươi không nể mặt ta thì đừng trách ta cũng không nể mặt ngươi. Có điều ngươi muốn đi cũng được, chỉ cần trước mặt mọi người, thừa nhận ngươi chỉ nhận ban thưởng của Tô sư tỷ chứ không cần ban thưởng của các sư huynh khác là được. Nếu như thật sự đồng ý với lời hắn ta vừa nói thì không khác gì là tỏ tình với Tô Hàm Nguyệt trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ gì Tô Hàm Nguyệt chắc chắn sẽ mặt lạnh bỏ đi, sự nhục nhã trong đó không cần nói cũng biết.
thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đám người cười há há hố hố sau khi Tô Hàm Nguyện lạnh nhạt bỏ đi. Trong lòng Lâm Nhất trào lên một cảm xúc không nói nên lời. Không phải là phẫn nộ, không phải bất đắc dĩ, chỉ là một cảm giác đau khổ khó nói. Đó là chấp niệm của nguyên chủ. Đó là sự đau khổ mà có đến chết hắn cũng không hóa giải được, là tấm màn che cuối cùng mà hắn chịu nhục nhã, không tiếc làm kiếm nô để che giấu. Nhìn từng người một ở bốn phía, từng gương mặt châm biếm, ánh mắt tràn ngập sự nhạo báng. Lâm Nhất từ từ bình tĩnh lại, đây không phải là lần đầu tiên ngươi bị người khác nói là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa rồi. Đám tạp dịch ở phòng tẩy kiếm coi thường ngươi, đệ tử phế vật Chu Bình bắt nạt ngươi, trên dưới tông môn đều chê cười ngươi. Ngươi cũng từng dao động qua, thích một người rốt cuộc có gì sai, đúng không? Nhưng ta nói cho ngươi biết, trong tim mỗi người đều có một phần yếu đuối, thích một người từ trước đến nay không có gì sai cả. Sự tự tôn cuối cùng, Lâm Nhất ta sẽ thay ngươi bảo vệ. Kiếm nô Lâm Nhất, xin Trần Sư Huynh chỉ giáo. Chương 23, Lôi cuồng kiếm pháp. Kiếm nô Lâm Nhất, xin Sư Huynh chỉ giáo. Âm thanh không lớn nhưng lại âm vang có lực, vang khắp bốn phương tám hướng. Không phải là đệ tử ngoại môn Lâm Nhất mà lại là danh phận cũ, kiếm nô Lâm Nhất. Trận chiến này, Lâm Nhất không phải đánh vì bản thân mình mà vì chút nhu tình đó của nguyên chủ và cả tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Hai mắt Trần Tiêu nheo lại, cười nói, khá lắm, phải vậy chứ, sư huynh đành miễn cưỡng chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng sát ý đã bốc lên ngùn ngụt, hồi tưởng lại những gì Chu Vân giao kèo với hắn ta. Cho ngươi ba viên tôi thể đan, giúp ta dạy dỗ Lâm Nhất một trận. Hậu quả một mình hắn gánh chịu. Trong dãy núi Hoàng Vân, Lâm Nhất, hủy, bảo kiếm của hắn ta, đã khiến sát tâm của hắn nổi dậy rồi, khổ nỗi trong tông môn thì không thể mượn cớ ra tay được, thế mà không ngờ Chu Vân lại chủ động tìm đến hắn ta. Hắn ta không chút do dự mà đồng ý ngay với Chu Vân. Hai người đều đã rút kiếm ra khỏi vỏ, bầu không khí đông cứng lại, đám đệ tử ngoại môn xung quanh tự giác tản ra, để lại một khoảng trống lớn cho hai người giao thủ. Ánh mắt Lâm Nhất ngưng lại, khí thế trên người đột nhiên tản ra. Oanh! Khí thế võ đạo tầng 4 cùng với cả nội kình thâm hậu của Thuần Dương Công khiến mọi người chấn động trong lòng. Võ đạo tầng 4? Ta có hoa mắt không? Tên kiếm nô này mấy ngày trước vẫn chỉ là võ đạo tầng 3, sao chưa đến mấy ngày mà đã đột phá lên võ đạo tầng 4 rồi? Thật không thể tin nổi, chẳng trách hắn lại dám khiêu chiến Trần Sư Huynh. Bốn phía lập tức xôn xao. Thất kinh trước tu vi mà Lâm Nhất phơi bày ra. Ánh mắt Trần Tiêu lóe lên một mạt kinh ngạc, trầm giọng nói, hay cho tên kiếm nô nhà ngươi, hóa ra lại ẩn giấu sâu như vậy. Có điều nếu như ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng được ta thì e là có hơi ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, trên người Trần Tiêu cũng đồng dạng bộc phát khí tức của võ đạo tầng 5, so với Lâm Nhất thì cỗ khí tức này cô đọng nồng đậm hơn. Dựa vào ước định, Trần Tiêu hạn chế tu vi xuống võ đạo tầng 4. Nhưng khí tức trên người rõ ràng vẫn sâu hơn một bậc. So sánh hai bên, cao thấp đã định. Chuyện này có chút không ổn rồi, so với cảnh giới võ đạo tầng 3 trước đó của hắn, bảo Trần Sư Huynh dùng tu vi võ đạo tầng 4 thì e là hắn bại càng nhanh hơn. Không sai, dù sao Trần Sư Huynh cũng là võ đạo tầng 5 đỉnh phong, hiểu biết về võ đạo tầng 4 không biết thâm sâu hơn hắn bao nhiêu. Điều quan trọng hơn là, Trần Sư Huynh tu luyện lôi cuồng kiếm pháp, chính là kiếm pháp cao đẳng chân chính. Chỉ e là trong 2-3 chiêu đã thấy rõ thắng bại. Sau khi nỗi kinh ngạc ban đầu trôi qua, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều lần lượt lắc đầu, đây là một trận chiến không có gì phải lo lắng hồi hộp. Một bên có chuẩn bị mà đến, một bên bị ép nghênh chiến, một bên là kiếm nô, một bên là đệ tử ngoại môn thâm niên, căn bản không thể so sánh. Ta nói này Lâm Nhất, tên kiếm nô như ngươi vẫn nên thôi đi, đừng cố tỏ ra vẻ anh hùng hảo hán gì nữa. Lát nữa người mà quỳ rạp dưới đất thì sẽ bị Tô Hàm Nguyệt nhìn thấy đó. Có người châm biếm nói, khuyên Lâm Nhất đừng làm bừa nữa. Trần Tiêu cười ha ha nói, tên kiếm nô, nghe thấy gì chưa? Nếu như bây giờ ngươi nhận thua xin tha, làm theo những gì sư huynh vừa nói thì ân oán giữa chúng ta liền toàn bộ xóa bỏ. Sư huynh, những lời nói vô nghĩa của ngươi có phải hơi nhiều rồi không? Ánh mắt Lâm Nhất tĩnh mịch, nhẹ giọng nói. Lời nói bình tĩnh, đơn giản dứt khoát. Nhưng Trần Tiêu lại xem như một cái vả lên mặt của hắn ta. Tên kiếm nô này lại dám nói năng như vậy với mình, Trần Tiêu tức điên lên nói, ta xem lát nữa ngươi còn dám mạnh miệng nữa không. Hắn ta sớm đã không giữ được kiềm chế, sát ý nhanh như tên bắn bốc lên. Keng! Trường kiếm trong tay Trần Tiêu ra khỏi vỏ, ong!
Thân kiếm kêu lên leng keng không dứt, tựa như tiếng sấm sét. Một người một kiếm nhảy lên cao giữa không trung, trông hắn ta phảng phất như một đạo lôi đình, hướng về phía Lâm Nhất đánh xuống. Lôi cuồng kiếm pháp, đây là võ kỹ cao đẳng, lôi cuồng kiếm pháp. Kiếm này vừa xuất ra, đám đệ tử ngoại môn có mặt ở đó đều sáng cả mắt lên. Lôi cuồng kiếm pháp nổi danh vì sự cuồng bạo tàn ác, xuất kiếm như sấm, một kiếm chém ra, ắt chết chứ không chỉ bị thương. Thấy hàn quang lóe lên trên thân kiếm, mọi người đã có thể tưởng tượng ra tình cảnh bi thảm Lâm Nhất bị một kiếm này chém trúng, phân thây tại chỗ. Nhất thời, cuồng phong đại trận, trần tiêu thế như sấm sét. Dưới sức ép khôn cùng, Lâm Nhất trong lòng vẫn điềm đạm, không chút gợn sóng. Có thể có gợn sóng gì chứ? Khí thế cấp độ này lẽ nào có thể so bì được với mãnh hổ há miệng là có thể dọa người bước lui, sộc thẳng vào tim can trong cuộn tranh đó sao? Huống chi, một kiếm kinh diễm vô cùng trong mắt đám người ở đây, đối với Lâm Nhất lại chẳng qua cũng chỉ có vậy. Chương 24, tụ kiếm thành phong. Đối với bộ kiếm pháp cao đẳng này, đối phương cùng lắm chỉ mới bước vào nhập môn, vẫn còn quá nhiều sơ hở. Nếu đổi lại là Trần Tiêu đã tương đối thuần thục kiếm pháp trung đẳng hẳn là có thể phát huy được uy lực. Một kiếm này có thể gây trọng thương, thậm chí giết chết đệ tử võ đạo tầng 5. Nhưng đối mặt với Lâm Nhất thì chưa hẳn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khi đối mặt với một kiếm chắc chắn phải chết này, Lâm Nhất bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió. Nội kình thuần dương công chậm rãi vận chuyển, Lâm Nhất đứng bất động như núi, lặng lặng chờ đợi trường kiếm của đối phương chém xuống. Thời khắc một kiếm kia sắp chém xuống người hắn, đột nhiên, Lâm Nhất ngước mắt, kiếm cũ trong tay ra khỏi vỏ, một luồng gió từ dưới mặt đất thổi ngược lên, sộc thẳng vào mặt Trần Tiêu khiến hắn ta không mở mắt ra được. Đây là kiếm pháp gì? Cuồng phong đột ngột xuất hiện khiến đám đệ tử ngoại môn có chút khó hiểu. Ngay khi bọn họ còn đang cảm thấy nghi hoặc, Lâm Nhất dùng hai tay cầm kiếm chém ra ngoài. Một kiếm này mang theo sự linh động, nhanh nhẹn của gió, lại cuộn trào mãnh liệt như sóng biển. Một kiếm chém ra như gió như bão, gầm lên giận dữ. Keng! Hai thanh kiếm giao nhau, khí thế như sấm sét, Trần Tiêu vốn nắm chắc trong tay, lại bị Lâm Nhất chém lui. Sau khi hạ xuống, theo quán tính, hắn ta tiếp tục lui về sau mấy bước. Kiếm pháp thật mạnh. Mới đây thôi, Trần Tiêu còn vênh vênh tự đắc, nhưng giờ phút này, hắn ta đã sợ đến mức ngây người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không được, nếu ta không áp chế được tu vi, ắt sẽ bại. Nhưng hắn ta còn chưa kịp phóng thích toàn bộ tu vi, Lâm Nhất lại chém ra một kiếm nữa. Dưới lòng bàn tay hắn, trường kiếm không ngừng xoay tròn kéo theo cuồng phong từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Thình lình, Lâm Nhất nắm chặt trường kiếm đang xoay tròn, bay vọt tới. Xoạt! Trong mắt Trần Tiêu, kiếm quang không ngừng phóng đại, ánh mắt hắn ta tràn đầy hoảng sợ, còn chưa kịp phóng thích tu vi võ đạo tầng 5 đỉnh phong thì một kiếm này đã chạm vào ngực hắn ta. Một kiếm vốn nhanh nhẹn như gió, khí thế như sấm sét đang lao vọt đến lại có thể dừng ngay trước ngực Trần Tiêu một cách vững vàng. Điều đó cho thấy kiếm thuật của Lâm Nhất vô cùng cao siêu, đối với bộ kiếm pháp này. Hắn đã đạt đến cảnh giới có thể thu phóng theo ý mình. Trần Tiêu đứng ngây ra tại chỗ, suy nghĩ thoáng dừng lại, đầu óc hắn ta trống rỗng. Không chỉ hắn ta, hơn trăm đệ tử ngoại môn đứng xung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ngươi thua rồi. Ba chữ đơn giản phát ra từ miệng Lâm Nhất khiến Trần Tiêu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cút đi, ta sẽ không thua. Sau khi tỉnh táo trở lại, Trần Tiêu vô cùng phẫn nộ, cuối cùng. Hắn ta bất chấp giao hẹn trước đó, phút chốc, khí thế võ đạo tầng 5 đỉnh phong ào ào tuôn ra, khí tức hung hãn khiến mọi người càng thêm hoảng sợ. Phập! Một tiếng hét thảm vang lên, Lâm Nhất không chút nương tay, cứ thế đâm một kiếm vào ngực hắn ta. Sư huynh! Đám huynh đệ của Trần Tiêu quá mức sợ hãi, bọn họ hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất lại ra tay ác như vậy. Bốp! Còn chưa hết, Lâm Nhất tiến lên phía trước liên tục đá vào hai bên gối của Trần Tiêu. Âm thanh giòn tan vang lên, Trần Tiêu dùng hai tay giữ chặt trường kiếm trước ngực, sắc mặt hắn ta tái nhợt. Máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nhuộm đỏ y phục trên người hắn ta. Đám đệ tử ngoại môn đứng trong sân đều hít một ngụm khí lạnh, khi nhìn về phía Lâm Nhất, bất giác trong mắt bọn họ hiện rõ sự e ngại. Bọn họ vốn không thể nào ngờ được một người thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh như Lâm Nhất lại có thể ra tay một cách quyết đoán như vậy. Lặng im không một tiếng động đánh trọng thương Trần Tiêu ngay trước khi hắn ta kịp chơi xấu, phóng thích toàn bộ tu vi của mình. Xoẹt! Lâm Nhất rút kiếm ra,
Trong phút chốc, máu tươi phun ra xối xả, Trần Tiêu hét thảm một tiếng. Lâm Nhất thu kiếm, nhặt lọ thuốc chứa 3 viên tôi thể đan trên mặt đất lên rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, toàn bộ cơ quan đường rơi vào yên tĩnh một cách đáng sợ. Lưu Phong kiếm pháp. Bất chợt, có người kinh ngạc kêu lên, sau đó trầm giọng nói, nhất định là Lưu Phong kiếm pháp, vừa rồi chắc chắn Lâm Nhất đã thi triển Lưu Phong kiếm pháp. Lưu Phong kiếm pháp. Chẳng lẽ là bộ kiếm pháp mà gần 100 năm nay, không có bất kỳ ai trong tông môn luyện thành. Một kiếm cuối cùng của hắn chắc chắn là sát chiêu của Lưu Phong kiếm pháp, tên gọi tụ kiếm thành phong. Chương 25, Chu Vân ra tay. Bầu không khí trong cơ quan đường vô cùng ồn ào. Không ai ngờ Trần Tiêu một đệ tử ngoại môn lâu năm lại thua trong tay Lâm Nhất. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn thế nữa chính là bộ kiếm pháp mà Lâm Nhất dùng để đánh bại Trần Tiêu dường như là Lưu Phong kiếm pháp. Đây là bộ kiếm pháp vô cùng nổi danh trong Thanh Vân Môn. Mặc dù nó chỉ là kiếm pháp trung đẳng, nhưng một khi luyện thành, uy lực thậm chí vượt qua kiếm pháp cao đẳng. Nghe đồn bộ kiếm pháp này là một bộ tiên thiên kiếm pháp bị khuyết thiếu, bởi vì thiếu đi vài chương, nên nó mới được xếp vào võ kỹ trung phẩm. Trước đó, một đệ tử trong tông luyện thành bộ kiếm pháp này đã phải tìm hiểu ngược về 100 năm trước. Lâm Nhất là người cẩn trọng, hắn cảm thấy Trần Tiêu đột ngột chạy đến gây rắc rối cho mình hẳn là còn có nguyên do nào đó. Nơi thị phi không nên ở lâu. Ai cho phép ngươi đi? Nhưng hắn còn chưa đi được bao xa, đột nhiên, một giọng nói rét lạnh vang lên phía sau. Ngay khi giọng nói kia vang lên, âm thanh bàn tán xôn xao trong cơ quan đường lập tức dừng lại. Lâm Nhất giật mình, hắn cảm giác được nguy hiểm chí mạng, vì thế vội dừng bước. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Nhất xoay người đánh ra một quyền. Chính là sát chiêu của Mãnh Hổ Quyền, Bách Thú Triều Bái. Một dòng nước ấm từ đan điền trào lên, phút chốc, quyền kiếm hợp nhất. Quyền phong hung bạo tựa như kiếm quang sắc bén, phát ra âm thanh xé gió rít gào bên tai. Trong lúc vội vàng, đây đã là thực lực mạnh nhất mà Lâm Nhất có thể phát huy. Khi hai quyền va vào nhau, Lâm Nhất rên lên một tiếng, hắn có cảm giác cánh tay phải gần như đã gãy. Hắn bị đánh bay ra ngoài, máu tươi tràn ra ở khóe miệng. Cũng may là quyền phong ẩn chứa uy lực của kiếm đã triệt tiêu phần lớn nội kình của đối phương, bằng không lực chấn động từ một quyền này có thể khiến lục phủ ngũ tạng của hắn nổ tung ngay tại chỗ. Dù vậy, sau khi hạ xuống, hắn vẫn phải lui về sau mấy chục bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Còn vài bước nữa là đâm sầm vào người Tô Hàm Nguyệt. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, xuất hiện trong tầm mắt hắn là một người mặc áo xanh, sắc mặt lạnh lùng, vẻ ngoài có hơi giống với Chu Bình. Chu Vân. Đám đệ tử ngoại môn lại hít một ngụm khí lạnh, tất cả bọn họ đều không ngờ Chu Vân lại đột ngột xuất hiện. Chu Vân khác với Trần Tiêu, hắn ta là đệ tử ngoại môn có thứ hạng, quanh năm luôn nằm trong 10 thứ hạng đầu. Tu vi của hắn ta đã sớm đạt đến võ đạo tầng 7, vô cùng đáng sợ. Những đệ tử có triển vọng tiến vào nội môn trong kỳ thi giữa năm sắp tới như hắn ta rất ít khi xuất hiện trước mặt các đệ tử bình thường. Chu Sư Huynh, xử lý tên kiếm nô đó, ta muốn hắn chết. Trần Tiêu được người bên cạnh đỡ lên, hắn ta bước về phía Lâm Nhất, hung hăng nói. Ánh mắt hắn ta tràn đầy phẫn nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Nhất ngay tại chỗ để giải mối hận trong lòng. Trước mặt nhiều đệ tử ngoại môn như vậy. Hắn ta lại bại bởi một tên kiếm nô, chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã. Chu Vân thầm mắng, tên Trần Tiêu vô dụng này, ngay cả một tên kiếm nô mà cũng không giải quyết được. Vốn dĩ Chu Vân không có ý định đích thân ra tay, chỉ đứng bên cạnh âm thầm quan sát. Nhưng không ngờ là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay lại. Lâm Nhất lại có thể thi triển Lưu Phong kiếm pháp, nhanh chóng lật ngược tình thế, còn lãng phí 3 viên tôi thể đan của hắn ta. Bất đắc dĩ. Hắn ta mới phải tự mình ra tay. Nhưng hiện tại, trong lòng Chu Vân cảm thấy có hơi nghi hoặc. Một quyền vừa rồi của hắn đã dùng 7 phần thực lực, hơn nữa còn đánh bất ngờ, vậy mà tên kiếm nô này vẫn có thể đỡ được. Tu vi của hắn chỉ mới đạt đến võ đạo tầng 4 thôi mà. Tên kiếm nô nhà ngươi đúng là to gan lớn mật, chỉ là luận bàn mà thôi, vậy mà ngươi cũng dám làm trọng thương đồng môn. Hiện tại, nếu ngươi ngoan ngoãn tự phế bỏ tu vi, ta sẽ tha chết cho ngươi. Chu Vân dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói với Lâm Nhất. Cùng với đó, khí thế to lớn của võ đạo tầng 7 trên người hắn tuôn ra ảo ạt. Lâm Nhất cảm giác được áp lực mạnh mẽ tựa Thái Sơn từ 4 phía bổ nhào về phía hắn, khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Nhìn thấy đối phương bị khí thế của mình áp chế nhưng vẫn cố gắng phản kháng,
Chu Vân hừ lạnh một tiếng, quỳ xuống. Chương 26, quỳ xuống. Khí thế mạnh mẽ của võ đạo tầng 7 lại gia tăng, tim Lâm Nhất đập mạnh giống như bị sét đánh trúng. Hai chân không ngừng run lên, trước tu vi lớn mạnh của đối phương, Lâm Nhất cảm thấy bản thân nhỏ bé như một con kiến. Vô cùng yếu đuối, không chịu nổi một đòn. Cút, cuộc đời này của ta chỉ quỳ trước trời, trước đất, trước cha mẹ, nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ trước Chu Vân ngươi đâu. Áp lực cực lớn khiến toàn thân Lâm Nhất cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng áp lực khủng khiếp đó cũng đã kích thích sự mạnh mẽ trỗi dậy trong Lâm Nhất. Hắn nghiến chặt răng, ngũ quan thanh tú gần như bị méo mó hết, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy vẻ bất khuất. Các đệ tử ngoại môn ở xung quanh đều câm như hến, không ai dám lên tiếng. Đối với bọn họ mà nói thì Chu Vân giống như ông trời, chỉ búng ngón tay thôi thì cũng đã có thể khiến cho bọn họ vạn kiếp bất phục rồi. Rõ ràng biết Trần Tiêu không thừa nhận mình thua nên Lâm Nhất mới phải ra tay với hắn ta nhưng họ cũng không dám nói lời nào. Không quỳ sao, vậy ta sẽ đánh vỡ đầu gối của ngươi, sau đó phế đi tu vi của ngươi. Vẻ mặt Chu Vân lạnh lùng, không có bất cứ biểu cảm gì, hắn ta từ từ tiến về phía trước. Trần Tiêu đứng bên cạnh, không ngừng cười nham hiểm, có Chu Vân ra tay thì hôm nay tên kiếm nô này sẽ chết chắc. Chu Vân càng tiến lại gần thì áp lực trên người Lâm Nhất lại càng nặng nề hơn. Hắn gần như kiệt sức. Hắn gần như không thể chống đỡ thêm được nữa, tu vi cách nhau 3 tầng, khoảng cách thật sự quá xa, giống như khoảng cách giữa mây trên trời và bùn dưới đất. Nhưng đột nhiên, Lâm Nhất cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhõm, áp lực bỗng dưng biến mất. Mặt Chu Vân biến sắc, hắn ta nhìn sang Tô Hàm Nguyệt, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu. Tô Hàm Nguyệt vốn dĩ luôn lạnh lùng đứng ngoài xem đã đột nhiên ra tay, đỡ lấy khí thế đến từ Chu Vân. Tô sư tỷ, đây là ân oán riêng tư của ta và hắn. Cút. Chu Vân còn muốn giải thích nhưng hắn ta vẫn chưa nói hết câu thì Tô Hàm Nguyệt liền cắt ngang lời với vẻ mặt lạnh như băng. Mặt Chu Vân bỗng tối sầm lại, cực kỳ khó coi. Tô Hàm Nguyệt là nhân tài nội môn, là con cưng của cả Thanh Vân Môn, là nhân tài đếm trên đầu ngón tay của cả nước Thiên Thủy. Nếu như nàng muốn ra tay thì Chu Vân vốn dĩ không dám có bất cứ lời gì oán than. Còn không mau cút đi. Dù cho đánh chó thì cũng phải nhìn thử chủ nó là ai chứ. Chu Vân, ngươi chán sống rồi sao? Vương Ninh ở bên cạnh Tô Hàm Nguyệt nở nụ cười khinh bỉ, nhìn Chu Vân bằng ánh mắt châm biếm. Ngoài mặt, những lời đó như đang nhắm vào Chu Vân, nhưng trên thực tế thì lại là đang nói móc Lâm Nhất. Vương Ninh nói một câu hai ý, một lần mắng cả hai người họ. Ta cút ngay đây. Mặt Chu Vân tái xanh, ánh mắt thoáng qua vẻ tủi nhục nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Khoan đã. Nhưng lúc hắn ta đang định đi thì Lâm Nhất với sắc mặt trắng bệch lại lên tiếng gọi lại. Tiểu kiếm nô, ngươi muốn làm gì? Chu Vân bị hai đệ tử nội môn sỉ nhục nên chỉ muốn đi khỏi đó ngay, vì vậy, khi nghe thấy tiếng gọi đó thì trong lòng lập tức nổi điên lên. Hai tháng sau, ta sẽ hẹn ngươi đánh một trận, ta nhất định phải trả lại nỗi nhục ngày hôm nay. Lâm Nhất nói rõ ràng từng chữ với ánh mắt kiên định. Chu Vân nghe thấy vậy thì bật cười. Nhìn Lâm Nhất như đang nhìn một tên ngốc rồi lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn chết thì ta sẽ bằng lòng phụng bồi bất cứ lúc nào. Hắn ta nói xong thì không quan tâm đến Lâm Nhất nữa mà bỏ đi ngay. Rõ ràng tên này không xem Lâm Nhất ra gì nên cũng không thèm quan tâm đến việc hẹn ngày chiến đấu gì đó. Trận xung đột đã kết thúc tại đó. Việc Tô Hàm Nguyệt đột nhiên ra tay khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt họ nhìn Lâm Nhất cũng mang nhiều ẩn ý. Hèn gì cái tên này lại không biết sợ là gì. Thì ra thật sự có Tô Hàm Nguyệt chống lưng. Mặc dù Tô Hàm Nguyệt chỉ nói một chữ cút nhưng chữ cút đó lại có trọng lượng gấp 10 lần so với tất cả bọn họ cộng lại. Đa tạ sư tỷ đã ra tay tương trợ. Đối mặt với Tô Hàm Nguyệt, trong lòng Lâm Nhất có cảm giác hơi phức tạp và rất nhiều sự không cam tâm. Nếu như đổi lại là trước đây, với tính cách của hắn thì nhất định sẽ không hẹn ngày đánh nhau với Chu Vân mà chỉ nhẫn nhịn tu luyện, đợi đến khi thực lực lớn mạnh thì sẽ trực tiếp đi báo thù. Nhưng không biết tại sao, khi bị sỉ nhục trước mặt Tô Hàm Nguyệt thì tận sâu trong lòng hắn lại không chấp nhận nỗi cục tức đó. Tự liệu mà làm đi. Tô Hàm Nguyệt không nhìn Lâm Nhất, lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi. Trong lòng Lâm Nhất lẫn lộn nhiều cảm xúc, Tô Hàm Nguyệt nàng cao cao tại thượng đến vậy sao? Người trước giờ luôn bình tĩnh như hắn cũng không thể kiềm chế nỗi mà cảm thấy rối ren, phiền muộn. Nắm đấm tay phải không ngừng run lên, dường như móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Cứng đấy, nhưng ngươi tưởng như vậy thì có thể khiến Tô Hàm Nguyệt xem trọng ngươi sao? Đừng nằm mơ nữa, hãy nhớ kỹ thân phận của ngươi,
Tiểu kiếm nô, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Vương Ninh nhìn Lâm Nhất, ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét, hắn ta hạ giọng uy hiếp. Hắn ta vừa dứt lời thì vội vã đuổi theo Tô Hàm Nguyệt đã đi xa. Trong biểu hiện của hắn ta thì rõ ràng là một con chó theo đuôi. Lâm Nhất mỉm cười chế giễu rồi quay người bỏ đi. Chương 27, nhiệm vụ của tông môn. Sau khi quay về căn nhà gỗ và nghỉ ngơi một đêm thì Lâm Nhất bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một lát sau, những thứ quan trọng trong nhà đều đã được hắn sắp xếp và gói ghém lại. Thật ra những thứ quan trọng không có nhiều, thứ đáng giá nhất là ba viên tôi thể đan hắn lấy được từ trên người Trần Tiêu. Tạm thời không thể ở lại trong tông môn nữa rồi. Đôi mắt trong veo của Lâm Nhất toát lên vẻ lạnh lùng. Hắn có thể đoán chắc nhất định cái tên Chu Vân đó sẽ không chịu bỏ qua. Với thực lực võ đạo tầng 4, khi đối mặt với Chu Vân đang ở cảnh giới cao hơn mình 3 cấp thì hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng nào. Dù cho là Trần Tiêu, nếu như không khống chế cảnh giới thì thắng thua cũng chia đều. Vốn dĩ hắn định tu luyện kiếm thuật trong cơ quan đường nhưng giờ đành phải bất lực từ bỏ. Hắn khẽ thở dài một hơi. Sự bức ép của Chu Vân, sự lạnh lùng cao cao tại thượng của Tô Hàm Nguyệt, sự cười nhạo và khinh miệt trong ánh mắt của Vương Ninh. Tất cả những chuyện trước đó cứ hiện lên từng chút một trong đầu của Lâm Nhất. Tận sâu trong lòng hắn tự dưng cảm thấy khó chịu, cảm giác chua chát cứ lan dần ra. Một người đã rất lâu rồi chưa thất bại như hắn chợt cảm thấy bản thân cực kỳ thất bại, hắn thoáng thấy bất lực. Hắn liếc mắt nhìn lên bức tranh hồng lão tặng hắn đang đặt trên bàn. Mấy chữ cổ mãnh hổ trong lòng người tường vi trên bức tranh lại hiện lên trước mắt hắn một lần nữa. Mắt hắn bỗng sáng lên, đây là tông môn, đây là giới huyền hoàng, kẻ mạnh làm tôn giả, kẻ yếu làm nô bộc. Kẻ mạnh không bao giờ oán than. Hắn nắm chặt lấy bức tranh. Sự mơ hồ và bất lực trong ánh mắt đã biến mất, thay vào đó là sự quật cường và kiên định, 2 tháng sau, hãy đợi mà xem. Tông vụ đường luôn rất náo nhiệt. Có thể nhận lương của tông môn ở đây, cũng có thể nhận nhiệm vụ của tông môn ở đây. Tông môn sẽ tuyên bố đủ các loại nhiệm vụ là tiêu diệt yêu thú, có nhiệm vụ là thu thập kỳ hoa dị thảo, cũng có nhiệm vụ là giết chết giang hồ đại đạo, rất đa dạng. Ngoài ra còn có cả binh khí các và võ kỹ lầu. Lúc Lâm Nhất đến thì chỗ này không có gì khác với lần đầu tiên hắn đến, vẫn ồn ào như thế. Nhưng lúc hắn xuất hiện, bên đại sảnh bỗng trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía hắn. Chuyện hắn đã đánh bại Trần Tiêu bằng một kiếm, gồng mình nhận một chưởng của Chu Vân đã truyền khắp ngoại môn chỉ trong một đêm. Đặc biệt là chuyện hắn luyện thành Lưu Phong kiếm pháp càng khiến cho những người đó cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết rằng, cách đây không lâu, hắn vẫn còn là một kiếm nô với địa vị thấp hèn. Sự khác biệt lớn như thế càng khiến cho người ta thấy kinh ngạc hơn. Đương nhiên, quan hệ kỳ lạ của hắn và Tô Hàm Nguyệt cũng khiến rất nhiều người bàn tán và liên tưởng lung tung. Trước ánh mắt phức tạp của mọi người, Lâm Nhất đi thẳng đến trước mặt chấp sự Dương. Ta muốn ứng trước lương 2 tháng, tiện thể nhận một vài nhiệm vụ luôn, xin chấp sự Dương cho phép. Chấp sự Dương nhìn Lâm Nhất với ánh mắt kinh ngạc. Mới mấy ngày không gặp mà đã phải nhìn hắn bằng con mắt khác rồi. Không ngờ một kẻ là kiếm nô cách đây không lâu, hoàn toàn chẳng là gì với ông ta lại trưởng thành nhanh như thế. Sau khi bình tĩnh lại, lần này chấp sự Dương không làm khó Lâm Nhất nữa, được, đây là tiền lương 2 tháng của ngươi, 2 viên tôi thể đan, 4 viên bồi nguyên đan, còn có 100 lượng vàng. Bồi nguyên đan và vàng thì cũng đều bình thường, không là gì cả. Đặc biệt là vàng, Lâm Nhất biết. Trong mắt người bình thường thì vàng là thứ tiền tài cực lớn nhưng trong mắt người luyện võ cấp cao thì nó chẳng đáng một xu. Nghe nói tiền tệ giao dịch thật sự giữa các đệ tử nội môn với nhau là linh thạch, vàng bạc chỉ dùng cho chuyện ăn uống thường ngày thôi. Nhưng tôi thể đan thì không như vậy, dù cho là các đệ tử nội môn thì tôi thể đan cũng có giá trị rất lớn. Có thêm 2 viên tôi thể đan này nữa thì hắn đã có tổng cộng 5 viên tôi thể đan. Có được 5 viên tôi thể đan này thì có thể giúp cho hắn tiến bộ thần tốc trong việc tu luyện ở cấp võ đạo tầng 4. Xem ra ngươi thật sự sẽ thách đấu với Chu Vân vào 2 tháng sau rồi nhỉ. Chấp sự Dương giao lương cho Lâm Nhất rồi nói một câu đầy ẩn ý. Ông ta vừa xem là biết ngay Lâm Nhất định nhận nhiệm vụ trong vòng 2 tháng, thông qua việc ra ngoài rèn luyện để gia tăng thực lực, tiện thể tránh rắc rối luôn. Tim Lâm Nhất đập mạnh, tiêu rồi, đừng nói lão già này sẽ không làm khó mình nữa đấy nhé. Chấp sự Dương nhìn ra được sự lo lắng của Lâm Nhất nên nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm, Hồng Đường chủ đã nói rồi, gan của lão phu có lớn bằng trời cũng không dám làm khó ngươi đâu. Không nhắc lại chuyện cũ nữa, ngươi muốn nhận nhiệm vụ gì?
Nhiệm vụ bình thường hay là nhiệm vụ linh thạch? Còn có nhiệm vụ linh thạch nữa sao? Chương 28, Bách Hoa Cốc. Ta xem. Không ngờ lại có nhiệm vụ linh thạch, Lâm Nhất rất hứng thú. Nhiệm vụ linh thạch, liệp sát yêu thú Mặc Viêm Hổ, số lượng 3 con, hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 200 viên linh thạch hạ phẩm. Không hổ là nhiệm vụ linh thạch, thế nhưng phải săn giết yêu thú, chỉ điểm này thôi đã dọa cho khối người bỏ chạy rồi. Nhiệm vụ linh thạch, thu thập 10 đóa huyết bách hợp, địa điểm nhiệm vụ là Bách Hoa Cốc sâu trong dãy núi Hoàng Vân. Nhiệm vụ linh thạch, giết chết tên cường đạo hải tặc Cuồng Diệm, thù lao cho nhiệm vụ này là 500 viên linh thạch hạ phẩm. Chi tiết nhiệm vụ, thực lực của tên Cuồng Diệm mạnh mẽ, có tu vi gần đạt đến võ đạo tầng 7, hoành hành ngang ngược ở nước Thiên Thủy, giết người như ngóe, các tông môn đều mong muốn sớm diệt trừ hắn. Các loại nhiệm vụ linh thạch đối với Lâm Nhất không có cái nào đơn giản, toàn bộ đều vô cùng hung hiểm, nhưng phần thưởng cũng rất hậu hĩnh. Sau khi cân nhắc thật kỹ, tính toán một hồi thì Lâm Nhất chọn 3 nhiệm vụ. 2 tháng sau chính là kỳ thi sát hạch giữa năm của Thanh Vân Môn, nếu như ngươi không về kịp thì sẽ được coi là tự động bỏ cuộc. Sau khi giao nhiệm vụ cho Lâm Nhất, chấp sự Dương Thần Trọng nói. Lâm Nhất cũng biết chuyện sát hạch giữa năm, gật đầu nói, đa tạ đã nhắc nhở. Trước khi Lâm Nhất đi, chấp sự Dương còn nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự luyện thành Lưu Phong kiếm pháp rồi ư? Miễn cưỡng tới tiểu thành, vẫn chưa được coi là chân chính nắm vững. Sau khi trả lời qua loa, Lâm Nhất nhanh chóng rời đi, để lại chấp sự Dương ngây ra như phỗng. Ban đầu ông ta chắc chắn Lâm Nhất tuyệt đối không thể luyện thành, thế mà không ngờ Lâm Nhất không những luyện thành mà còn đạt đến cảnh giới tiểu thành. Dường như theo Lâm Nhất, hắn sắp đột phá Lưu Phong kiếm pháp đến đại thành rồi. Cũng may hôm đó đường chủ Dương xuất hiện đúng lúc, không hoàn toàn đắc tội với tên tiểu tử này, một lúc lâu sau, chấp sự Dương mới lắc đầu, thở dài khẽ nói. Lâm Nhất vừa rời khỏi tông môn chưa được bao lâu, giữa sườn núi Thanh Vân Môn. Tại căn nhà gỗ thuộc về hắn, một đám người lục tung lên, lỗ mãng ra tay tìm kiếm gì đó. Trần Sư Huynh, không tìm thấy tôi thể đan, tên tiểu tử này đã có dự tính trước, những đồ quan trọng đều mang đi rồi. Không có thứ nào đáng giá. Chỉ có một đống phế phẩm dùng để bảo dưỡng bội kiếm. Người đến chính là Trần Tiêu, sau khi thương thế vừa lành lại đã nóng lòng muốn tìm lại thể diện. Nhưng không ngờ Lâm Nhất lại đi trước một bước, đã rời đi rồi. Đáng ghét, Vân Vân kiếm của ta, 3 viên tôi thể đan của ta. Trong lòng Trần Tiêu đau đớn vô cùng, giống lên không ngừng, đốt căn nhà rách nát này cho ta. Lâm Nhất, để xem ngươi có thể trốn được bao lâu, ta không tin kỳ thi sát hạch giữa năm ngươi lại không trở về. Sau 2 ngày cưỡi ngựa tìm kiếm, Lâm Nhất đến nơi sâu trong dãy núi Hoàng Vân, nơi này đã hoàn toàn rời xa tông môn, những thứ phải đối mặt sẽ là sự nguy hiểm khác. Lâm Nhất đã từng lịch luyện ở đây một lần, hiểu rất rõ sâu trong dãy núi có cái gì. Yêu thú. So với ngoài rìa dãy núi, nơi sâu bên trong dãy núi hung hãn nguy hiểm hơn rất nhiều, yêu thú thấp nhất cũng có cảnh giới võ đạo tầng 5. Điều đáng sợ hơn là trên người yêu thú có tồn tại sát khí. Võ giả cùng tầng muốn chiến thắng cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn nhận nhiệm vụ linh thạch là thu thập huyết bách hợp nên bắt buộc phải tới đây mạo hiểm. Không muốn xấu hổ, muốn chiến thắng Chu Vân, muốn trả hết toàn bộ ân tình của Tô Hàm Nguyệt, hắn không còn đường lui. So với áp lực mà Chu Vân mang lại cho hắn thì, ân tình của Tô Hàm Nguyệt càng khiến hắn không thể chấp nhận hơn. Cả đời này của hắn không thích nhất là nợ người khác, nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt. Cao cao tại thượng kia của Tô Hàm Nguyệt lại khiến hắn càng không muốn nợ món nợ này. Trên bản đồ cho thấy Bách Hoa Cốc ở gần đây rồi. Nhưng sâu trong dãy núi Hoàng Vân, địa thế phức tạp, cây cối rậm rạp, dấu chân ít ỏi. Hắn chưa từng tới đây mà muốn tìm ra cửa vào của Bách Hoa Cốc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cộng thêm phải đề phòng yêu thú ẩn nấp nên việc tìm kiếm lại càng phiền phức hơn. Tốn mất 3 ngày, Lâm Nhất xuyên qua một mảnh rừng rậm. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Khoảng trống bao la phía trước bày ra tầm nhìn rộng mở trong sáng. Phía trước xuất hiện một thung lũng giữa núi vô cùng rộng lớn, dưới mặt đất trăm hoa nở rộ, đầy đủ màu sắc, phóng tầm mắt ra nhìn không thấy bờ. Gió mát thổi tới, hương hoa phả vào mũi. Đến Bách Hoa Cốc rồi. Chương 29, gặp yêu thú. Đáy cốc giữa núi, rộng lớn thanh thang. Hoa cỏ sinh sôi, mênh mông vô bờ. Đúng là Bách Hoa Cốc, Lâm Nhất vừa liếc mắt nhìn qua đã thấy kỳ hoa dị thảo trong cốc chắc chắn phải có hàng trăm loại. Huyết bách hợp. Sẽ ở đâu đây? Lâm Nhất khẽ chau mày,
Nếu như hắn đi bộ trong sơn cốc này thì phỏng chừng 10 ngày nửa tháng cũng vẫn chưa đi hết. Thảo nào ít người tiếp nhận nhiệm vụ linh thạch, độ khó quả nhiên lớn thật. Nhiệm vụ một khi thất bại thì tổn thất là nhỏ, nhưng điều phiền phức là nếu chậm trễ thì có thể sẽ bỏ qua kỳ sát hạch giữa năm. Kỳ sát hạch giữa năm của Thanh Vân Môn mỗi năm một lần, quyết định thứ hạng của đệ tử tông môn, thứ hạng cao thấp sẽ trực tiếp có liên quan đến mức độ đãi ngộ trong tông môn, 10 người đứng đầu ngoại môn có thể một bước lên trời, tấn thăng lên đệ tử nội môn. Cứ tìm đại trước đã, làm quen một chút môi trường của Bách Hoa Cốc. Không mất thời gian suy tư mù quáng, thân hình Lâm Nhất lóe lên rồi lần vào trong rừng hoa. Ước chừng một ngày trôi qua rất nhanh, Lâm Nhất vẫn không tìm ra được gì. Có điều sức kiên nhẫn của hắn rất tốt, sau khi trời sáng thì lại xuất phát, ghi nhớ từng cảnh tượng của Bách Hoa Cốc trong đầu. Thời gian buồn tẻ, nhoáng cái đã 7 ngày trôi qua. Đổi lại là người thường e là nhìn đến hoa cả mắt rồi, sự kiên nhẫn cũng đã bị mài mòn từ lâu, nhưng Lâm Nhất vẫn chưa bỏ cuộc. Đây là... Ngày hôm đó, Lâm Nhất đang đi dạo quanh vào sâu bên trong Bách Hoa Cốc, hắn ngửi ngửi rồi dừng chân lại. Trong hương hoa tràn ngập, hắn ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng, rất nhạt, rất nhạt. Nhưng Lâm Nhất đã làm quen với Bách Hoa Cốc này tận mấy ngày rồi, đã nhạy bén cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt. Lập tức, mắt hắn sáng lên. Hắn cẩn thận đi về phía trước lần theo mùi máu tươi nhàn nhạt này, nhưng gió mát trong Bách Hoa Cốc không ngừng thổi khiến đủ loại hương hoa quấy nhiễu hắn. Trong lúc tìm kiếm, có mấy lần ngửi thấy rồi lại mất. Đến tận mấy lần không ngửi thấy mùi máu tươi nữa, thậm chí càng đi càng xa, bị dụ đi sai phương hướng. Nhưng khó khăn lắm Lâm Nhất mới tìm thấy một chút manh mối, sao có thể bỏ cuộc như vậy được. Bất giác, Lâm Nhất đang tìm kiếm thì giật thót tim. Một cỗ hàn khí từ dưới mặt đất tập kích tới, cơ thể đột nhiên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Quét mắt một lượt, Lâm Nhất nhìn thấy một khối đá cực lớn giữa rừng hoa. Là nơi này. Mùi máu tươi nhàn nhạt có lẽ truyền ra từ nơi này. Lâm Nhất nhảy lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống phía sau khối đá, đập vào mắt hắn là một đóa bách hợp màu đỏ như máu nở rộ trong bóng râm. Huyết bách hợp có chút quỷ mị, hương hoa và mùi máu tươi trộn lẫn vào nhau từng vòng tỏa ra. Xem ra không thể sai được, huyết bách hợp thích nơi râm mát, nở rộ ở những nơi khuất bóng, hương hoa có mùi tanh nhẹ, là nguyên liệu chính của hóa huyết đan, giá trị đắt đỏ, cực kỳ hiếm có. Sau khi Lâm Nhất thận trọng kiểm tra một lượt thì mới cẩn thận đi về phía trước. Vẻ mặt vui mừng, khom người xuống hái. Lâm Nhất không hề chú ý rằng khoảnh khắc hắn cúi người xuống, bóng râm chụp lấy huyết bách hợp không ngừng kéo dài ra. Vào đúng lúc bàn tay sắp chạm vào huyết bách hợp thì tim hắn đột nhiên đập mạnh, cảm nhận được sự nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một con rắn khổng lồ, há cái miệng cực đại như tia chớp tấn công tới. Lâm Nhất sợ đến mức tái mặt. Không quan tâm nhiều nữa, hắn lăn một vòng trên đất né tránh cái miệng như bồn máu đó. Bốp! Nhưng cơ thể lại bị đuôi rắn đánh trúng, cảm thấy xương cốt như vỡ vụn, kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị hất tung lên trời. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Nhất mới nhìn rõ hình dáng của con rắn khổng lồ này. Trên lưng con rắn màu xám có một đường tơ máu dài, giống như ngọn lửa đang rực cháy vậy. Đây là huyết diễm xà, một con yêu thú bằng xương bằng thịt, có cảnh giới võ đạo tầng 5. Bây giờ Lâm Nhất đã hiểu ra, khối đá cực lớn phía trước huyết bách hợp chính là do con huyết diễm xà này ngụy trang tạo thành. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là đã thành thức ăn trong bụng nó rồi. Hí! Huyết diễm xà giống lên một tiếng, sát khí trên người thản nhiên phóng ra, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được áp lực tăng vọt, không thua kém bao nhiêu so với khi đối mặt với Chu Vân trước đó. Hư ảnh một con thần hổ trong đầu từ từ ngưng tụ. Sát khí khủng khiếp từng tầng từng lớp hạ xuống. Nhưng vô hình chung, đã bị cỗ áp lực này dần dần triệt tiêu. Rút kiếm cũ trong tay ra, sự sợ hãi của Lâm Nhất từ từ biến mất, không giết con huyết diễm xà này thì không thể lấy được huyết bách hợp. Hắn không còn đường lui. Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió. Kiếm trong tay, Lâm Nhất giành trước phát động tấn công, lưu phong kiếm pháp giống như nước chảy mây bay thi triển ra. Thân ảnh đan sen. Từng đợt kiếm quang chém xuống thân rắn. Nhưng Lâm Nhất kinh ngạc phát hiện ra, toàn thân con huyết diễm xà được bao bọc bởi lớp vảy cứng rắn, lưu phong kiếm pháp gia tăng thêm vào cũng không thể đả thương được đối phương. Chương 30, danh kiếm táng hoa. Thanh kiếm gỗ trong tay chung quy lại cũng không đủ sắc bén. Có thể đủ để đối phó với hung thú tầm thường và võ giả, nhưng khi đối mặt với huyết diễm xà toàn thân có lân giáp thì không là gì.
Kiếm pháp có cao siêu cỡ nào mà kiếm không đủ sắc bén cũng vô dụng. Xích. Thuận tay vung lên, Lâm Nhất quyết đoán cắm kiếm xuống đất, bỏ lại kiếm, dùng mãnh hổ quyền để đối chiến. Ầm ầm ầm. Huyết diễm xà bị Lâm Nhất chọc giận không cho hắn thời gian phản ứng, điên cuồng phát động tấn công. Vận chuyển thuần dương công, nội kình nồng đậm chạy tán loạn trong cơ thể. Sau khi né tránh lui về sau, Lâm Nhất không chút hoang mang, lấy thuần dương công thôi động mãnh hổ quyền phản kích. Một người một rắn, truy đuổi tới lui trong rừng hoa. Lâm Nhất dùng quyền pháp nghênh chiến, nội kình không ngừng tiêu hao, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thật sự đả thương con huyết diễm xà này. Trong đại chiến, Lâm Nhất phát hiện ra nhược điểm của con huyết diễm xà chính là đường tơ máu trên lưng nó. Mặc dù mãnh hổ quyền có uy lực lớn, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ lớp vảy bên ngoài, do triển khai quá nhiều quyền kình nên uy lực thâm nhập vào cơ thể đã giảm mạnh. Hai canh giờ sau, toàn thân Lâm Nhất đẫm mồ hôi, nội kình gần như tiêu hao cạn kiệt. Triển khai mãnh hổ quyền trên diện rộng yêu cầu nội kình rất lớn, mặc dù có thuần dương công làm nền tảng nhưng cũng không tránh khỏi tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị con huyết diễm xà bào mòn đến chết mất. Trong lòng trào lên một tia không cam tâm, Lâm Nhất tiếc nuối liếc nhìn ngọn lửa máu trên lưng rắn rồi quay người bỏ chạy. Đánh không lại thì đành chạy thôi. Lâm Nhất vẫn chưa ngốc đến mức để đối phương bào mòn đến chết, tiềm lực trong cơ thể yêu thú lớn hơn hắn rất nhiều. Không phải chiến đấu nữa, Lâm Nhất chuyên tâm bỏ chạy đã giảm bớt không ít áp lực. Nhưng cho dù như vậy thì cũng vẫn bị huyết diễm xà đuổi theo hơn 50 dặm, suýt chút nữa là mệt đứt hơi. Sau khi con huyết diễm xà đó thấy Lâm Nhất đã bỏ chạy xa thì giống lên vài tiếng rồi không đuổi theo nữa. Phù. Sau khi xác định huyết diễm xà từ bỏ, Lâm Nhất mới thở phào một hơi, nằm vật xuống giữa bụi hoa, toàn thân bị thương không nhẹ, trộn lẫn với nhựa hoa, trông vô cùng nhếch nhác. Nhiệm vụ linh thạch quả thực gian nan. Chẳng trách vẫn còn thừa lại cho hắn đến chọn. Những đệ tử ngoại môn khác có lẽ đều biết rõ nguy hiểm trong đó. Trận đại chiến vừa rồi, chỉ cần một sơ suất nhỏ là phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhìn lên ánh mặt trời như thiêu đốt trên đỉnh đầu, trong lòng Lâm Nhất mặc dù không tiếc nuối nhưng vẫn cảm thấy thất bại. Hắn đã nỗ lực như một tên ngốc tìm kiếm trong bách hoa cốc mênh mông bát ngát này đúng 7 ngày trời. Hắn đã chiến đấu với yêu thú mạnh hơn mình một cảnh giới tới lực chiến đấu cuối cùng. Hiện đã sức cùng lực kiệt. Thiếu chút nữa là bỏ mạng, nhưng vẫn không địch lại được. Có con yêu thú huyết diễm xà cao hơn hắn một cảnh giới này thì nhiệm vụ linh thạch thu thập huyết bách hợp không thể hoàn thành được. Tay phải đặt lên hai mắt, che đi ánh mặt trời chói chang. Mệt mỏi và thống khổ kéo tới, Lâm Nhất có chút bất lực nhắm mắt lại. Nửa canh giờ sau, thể lực đã khôi phục lại kha khá, Lâm Nhất mở hai mắt ra nhìn lên bầu trời. Trên gương mặt thanh tú toát lên một tia quật cường. Bầu trời xanh thẳm xuất hiện ba gương mặt. Bên trái là Chu Vân, thần sắc âm lãnh, ánh mắt đầy sát khí. Dựa vào ngươi mà hai tháng sau cũng muốn khiêu chiến ta ư. Ở giữa là Vương Ninh, vẻ mặt giễu cợt, khóe miệng cong lên nở một nụ cười khinh miệt. Tên kiếm nô, chú ý thân phận của người, đừng si tình vọng tưởng nữa. Cuối cùng bên phải là Tô Hàm Nguyệt, trên gương mặt tuyệt thế lạnh như xương băng của nàng vĩnh viễn toát lên vẻ cao cao tại thượng. Những gì nàng nói so với dung mạo băng lãnh của nàng còn khiến người ta cảm thấy thờ ơ và lạnh lẽo hơn. Tự giải quyết ổn thỏa đi. Tự giải quyết ổn thỏa đi, tự giải quyết ổn thỏa đi, Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm tự nói, gương mặt lóe lên tia phẫn nộ, ta đã làm gì mà tỷ bảo ta tự giải quyết ổn thỏa đi. Nguyên chủ trung tình với tỷ đến chết cũng chưa từng có bất cứ oán hận nào, cũng chưa từng có bất cứ hy vọng xa vời nào. Hắn chỉ biết giấu kín tình yêu đó sâu trong tim, ẩn sâu trong cơ thể thấp kém. Si tình đến chết. Một đời mến mộ chưa từng có bất cứ cầu mong nào, vậy mà đổi lại lấy một câu, tự giải quyết ổn thỏa đi. Ba gương mặt trên bầu trời biến mất, vẻ mặt phẫn nộ của Lâm Nhất lấy lại sự bình tĩnh. Chỉ là cánh tay phải vốn đã vô lực của hắn từ từ siết chặt lại, dùng hết sức lực của bản thân mà nắm chặt lại. Lâm Nhất đứng dậy, không nói một lời, lại đi về hướng co huyết bách hợp. Sau thời gian nửa tuần hương, hắn đã đến nơi mà hắn đã bỏ kiếm lại trước đó. Vào đúng khoảnh khắc hắn định rút kiếm lên thì sắc mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngờ vực. Kiếm gỗ đã trở nên nặng hơn. Sau khi vận chuyển nội kình mới có thể rút kiếm ra khỏi mặt đất. Chương 31, Táng Hoa Kiếm. Táng Hoa. Kiếm gỗ trở nên nặng nề hơn và sinh ra linh tính đã đủ kỳ quái. Bây giờ, những chữ trước kia được khắc mơ hồ trên thân kiếm cũng bắt đầu hiện rõ. Lâm Nhất cầm kiếm gỗ trong tay,
ngắm nhìn thân kiếm hệt như nước mắt ngày thu, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu. Đầu tiên là trở nên nặng hơn, lúc trước, thanh kiếm gỗ này tuy cũng khá nặng nhưng chỉ độ khoảng 10 cân. Nhưng bây giờ cầm nó trong tay, nếu như không có nội kình phụ trợ thì e là muốn vung nó lên cũng phải phí sức một phen. Tiếp theo là linh tính, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể đoán được đây không phải vật phàm. Lâm Nhất giật một sợi tóc thả xuống, sợi tóc bồng bềnh trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống lưỡi kiếm và cứ thế bị cắt làm hai đoạn. Vô cùng sắc bén. Ánh mắt Lâm Nhất lộ vẻ kinh ngạc, trước đó, thanh kiếm gỗ này vốn khó có thể trở thành một món vũ khí lợi hại, vậy mà giờ đây nó đã có những thay đổi rõ rệt. Nguyên chủ vẫn luôn tiếp xúc với kiếm, hắn biết rất rõ, táng hoa được giấu kín trong thanh kiếm gỗ này không hề thua kém huyền khí của đệ tử nội môn. Rốt cuộc đã phát sinh thay đổi ở đâu? Lâm Nhất rất muốn biết đáp án, ngay từ ngày đầu tiên nhận được thanh kiếm này, hắn đã biết rõ nó có lai lịch bất phàm. Hễ là cỏ cây có thể thành kiếm thì đều là danh kiếm, chỉ có điều trải qua một khoảng thời gian dài, linh tính mất đi, gốc rễ cũng không còn khiến cho danh kiếm biến thành vật phàm. Nếu biết được đáp án, cũng có nghĩa là sẽ tìm được phương pháp bảo dưỡng để có thể khôi phục vinh quang ngày xưa của thanh kiếm này. Sao ta cứ cảm giác có gì đó không đúng? Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, vẻ mặt có hơi hoang mang, hắn khẽ cau mày. Hương hoa. Lông mày giãn ra. Lâm Nhất khẽ ngửi vài cái thì phát hiện không cách nào ngửi được hương hoa ở đây. Trong bách hoa cốc trăm hoa đua nở, ở bất kỳ đâu cũng có thể ngửi thấy hương hoa. Chẳng lẽ muốn bảo dưỡng thanh kiếm này cần phải dùng đến hương hoa? Lâm Nhất có cảm giác dường như mình đã tìm được điểm mấu chốt của vấn đề. Ngay khi hắn còn đang suy tư, kiếm quang thần bí trong cơ thể hắn bất giác lóe lên rồi lập tức biến mất. Bên tai Lâm Nhất vang lên một giọng nói, cùng với đó. Một dòng chữ cổ từ trong thân kiếm bay ra, lóe lên ánh huỳnh quang. Nửa đời lục bình xuôi theo nước, một đêm mưa lạnh táng danh hoa. Hồn như bông liễu tàn theo gió, người đi ta ở đã hai thu. Xoẹt. Khi Lâm Nhất còn đang mải mê nhìn, dòng chữ cổ này chợt hóa thành một làn gió thoang thoảng hương thơm, trăm hoa trên mặt đất cũng theo đó mà lay động. Dường như bọn chúng lại lần nữa được tái sinh, muôn màu muôn vẻ, hương hoa cũng càng thêm nồng đậm. Việc này... Lâm Nhất há hốc mồm kinh ngạc, mãi một lúc lâu sau, hắn mới trầm ngâm nói, lai lịch của thanh kiếm này có lẽ còn đáng sợ hơn ta nghĩ. Lần nữa cầm thanh kiếm lên, lúc này, hắn có cảm giác dường như có một mối dây liên kết với cổ tay mình và kiếm. Sự xa cách lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Có thanh kiếm này, ta muốn một lần nữa giết huyết diễm xà ắt hẳn, dễ như trở bàn tay. Lúc trước, hắn bị buộc phải ném kiếm đi là vì không cách nào đâm thủng vảy của huyết diễm xà. Còn bây giờ đã có táng hoa, Lâm Nhất vô cùng tự tin. Táng hoa kiếm trong tay có thể sánh với huyền khí của đệ tử nội môn, có nó thực lực của hắn có thể tăng lên hơn một nửa. Nửa khắc sau, Lâm Nhất ung dung xuất hiện tại chỗ của huyết bách hợp một lần nữa. Trong núi đá cực lớn thoáng ẩn hiện thân hình đồ sộ của huyết diễm xà. Huyết diễm xà nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt nó lóe lên tia giễu cợt. Lại là tên này, vừa nãy. Hắn bị nó truy đuổi phải chạy trốn một cách thảm hại, vậy mà giờ còn có gan mò đến nộp mạng. Lưỡi rắn thè ra, tràn đầy khiêu khích. Lâm Nhất sửng sốt, không ngờ là con yêu thú này lại có linh trí như thế. Cũng tốt, nó khinh địch như vậy sẽ giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều công sức. Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió. Thân hình Lâm Nhất linh hoạt như thỏ, hắn từ mặt đất nhảy vọt lên, tựa như bọt nước bắn lên từ mặt nước, lưu phong kiếm pháp như dòng suối tuôn trào được thi triển. Tạo thành một sự kết hợp hoàn mỹ với trăm hoa trong cốc cùng làn gió mát đang vần quanh. Khoảnh khắc bóng người giao thoa, nhoáng một cái, hắn đã biến mất trước mắt huyết diễm xà. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lưỡi kiếm rơi xuống để lại vô số vết chém đáng sợ trên thân rắn, khiến nó da chóc thịt bong, máu tươi văng tung tóe. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từng hồi, mới đây thôi, huyết diễm xà còn nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt giễu cợt, vậy mà hiện tại, nó đã nằm lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Đau đớn khó có thể hình dung đã kích phát tiềm lực kinh người của huyết diễm xà, sát khí trên người nó bùng nổ, nó mở cái miệng to như bồn máu vọt thẳng về phía Lâm Nhất vừa rơi xuống đất với tốc độ tia chớp. Đến đúng lúc lắm, Lâm Nhất sầm mặt, một chiêu này của huyết diễm xà mang theo khí thế kinh thiên động địa, nếu như bị nó đánh trúng, chắc chắn hắn sẽ chết. Tuy nhiên, đồng thời nó cũng để lộ chỗ hiểm của mình. Tụ kiếm thành phong. Một trong ba sát chiêu của Lưu Phong kiếm pháp được Lâm Nhất thi triển một cách thuần thục. Lòng bàn tay chống lên chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống đất, dưới bàn tay của Lâm Nhất,
Táng Hoa kiếm điên cuồng xoay tròn. Cùng với đó, nội kình hùng hậu do thuần dương công ngưng tụ trong cơ thể không ngừng tuôn trào vào thân kiếm. Trước khi huyết diễm xà kịp lao đến, Lâm Nhất thình lình nhấc Táng Hoa kiếm đang xoay tròn lên. Víu. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của TAMLINS247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website TAMLINS247.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Chương 32, Lâm Nhất thay đổi ý định. Trong phút chốc, ngay thời khắc nguy hiểm, hắn xoay người né tránh huyết diễm xà, kế đó, trở tay đâm một kiếm vào điểm yếu phía trên tơ máu trên lưng rắn. Nội lực ẩn chứa trong thân kiếm bùng nổ dữ dội, thân kiếm kéo theo Lâm Nhất điên cuồng lao về phía trước. Xoẹt. Sức mạnh khổng lồ công kích vào điểm yếu của huyết diễm xà khiến thân rắn cứ thế bị cắt ra làm đôi. Đợi đến lúc Lâm Nhất rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại thì thấy yêu thú huyết diễm xà đã bị chém thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết hơn. Một chiêu giết chết. Đây mới chính là lực sát thương thật sự của Lưu Phong kiếm pháp, lúc trước là vì lưỡi kiếm không được sắc bén nên mới không làm gì được ngươi mà thôi. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn con huyết diễm xà đã khiến hắn nếm không ít đau khổ. Hắn tiến đến kiểm tra một phen thì phát hiện trong cơ thể huyết diễm xà không có nội đan. Đáng tiếc, xem ra nội đan của yêu thú cũng không dễ dàng có được. Toàn thân huyết diễm xà đều là báu vật, thế nhưng cơ thể nó vô cùng to lớn, hắn không thể mang đi hết được. Lâm Vân chỉ lấy túi mật, tơ máu trên lưng rắn cùng hai cái răng nọc. Còn những vật phẩm còn lại, hắn đành phải từ bỏ. Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc, tất cả đều là vật phẩm có giá trị xa xỉ. Tuy nhiên, túi mật, răng và tơ máu trên lưng rắn đã đủ để Lâm Nhất kiếm được một khoản lớn rồi. Quan trọng hơn chính là, huyết bách hợp. Là của ta rồi cũng thuộc về ta. Lâm Nhất mỉm cười, bước lên phía trước, thu huyết bách hợp vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ linh thạch vào hộp gấm. Hắn không vội rời đi, mà cẩn thận kiểm tra môi trường huyết bách hợp sinh trưởng một phen. Không hề bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Sau này chỉ cần dựa vào những chi tiết này, hắn có thể dễ dàng tìm được huyết bách hợp. Quả nhiên, mấy ngày sau đó, Lâm Nhất dễ dàng tìm được 6 cây huyết bách hợp. Về phần huyết diễm xà bảo vệ huyết bách hợp, đương nhiên đều thành vong hồn dưới kiếm hắn, sau đó bị lấy đi thứ quan trọng trên người. Mọi việc có thể suôn sẻ như thế phần lớn là nhờ vào sự kiên nhẫn của hắn, khi vừa tiến vào bách hoa cốc, Lâm Nhất đã cẩn thận thăm dò hoàn cảnh tại đây. Tuy nhiên, khi hắn tìm được đóa huyết bách hợp thứ 10 thì biến cố xảy ra. Lúc hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên có hai vị khách không mời mà đến. Bách hoa cốc nằm sâu trong dãy núi Hoàng Vân, võ giả dám đến đây mạo hiểm đều có thực lực không tầm thường. Mấy ngày nay, mỗi khi đụng phải người ngoài trong bách hoa cốc, Lâm Nhất đều lựa chọn tránh đi từ xa. Nhưng không ngờ rằng khi hắn sắp lấy được đóa huyết bách hợp cuối cùng thì bị người phát hiện. May mắn thật. Tìm không bao lâu đã thấy được huyết bách hợp mà thiếu chủ cần. Ha ha, huyết diễm xà bảo vệ huyết bách hợp cũng là yêu thú hiếm gặp, toàn thân nó đều là bảo vật, sau khi giết nó, hai ta xem như kiếm được một vố lớn. Lâm Nhất nhìn về phía hai người nọ, nam nhân trung niên có vóc dáng khôi ngô không giống với người trong tông môn. Tuy nhiên, tu vi của người này không tầm thường, đã đạt đến võ đạo tầng 6. Lâm Nhất chú ý đến hoa văn sắc sảo được thêu trên ngực áo bọn họ. Phía trên những đường vân hình sóng nước có viết một chữ vân. Vân gia thành Bạch Thủy. Lâm Nhất có biết thành Bạch Thủy, đó là một trong những tòa thành thương mại phồn hoa nhất nước Thiên Thủy, phần lớn người đến đó buôn bán trao đổi đều là võ giả của nước Thiên Thủy. Trong thành có một vài gia tộc có thực lực mạnh mẽ, chỉ yếu hơn một chút so với tứ đại tông môn. Vật phẩm lấy được từ yêu thú trong tay Lâm Nhất muốn bán được giá tốt thì nhất định phải đến thành Bạch Thủy một chuyến. Tiểu tử, còn không mau cút đi. Đóa huyết bách hợp này là của chúng ta. Đại hán áo đen đứng bên trái hống hách quát lên với Lâm Nhất. Rõ ràng là Lâm Nhất đến trước, vậy mà hai người này lại có ý cướp đoạt. Ngại quá, đóa huyết bách hợp này là do ta phát hiện trước. Nếu là lúc trước, muốn nhường hắn sẽ nhường. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ linh thạch chỉ còn thiếu một đóa huyết bách hợp cuối cùng, thế nên Lâm Nhất không có ý định nhường lại. Nghe nói vậy, hai gã đại hán của Vân gia liếc nhìn nhau. Sau đó bật cười ha ha. Ha ha ha, ta không nghe lầm đó chứ. Một tên rác rưởi chỉ mới đạt đến võ đạo tầng 4 cũng dám đòi giết huyết diễm xà à. Mau cút đi cho ta không rảnh nói nhảm với ngươi, đừng ở đây gây chướng mắt. Trong lúc nói chuyện, hai người từng bước một ép sát, khi
khí thế võ đạo tầng 6 tản ra mang theo áp lực khổng lồ. Lâm Nhất không nhiều lời, hắn chỉ thờ ơ liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó lập tức rời đi. Thấy Lâm Nhất đi khỏi, hai người nó cười nhạo, ta còn tưởng rằng đệ tử tông môn có bản lĩnh lắm chứ, hóa ra khí phách cũng chỉ đến đó. Xem như hắn hiểu chuyện, đừng để tâm tên vô dụng của Thanh Vân môn kia nữa, giết huyết diễm xà quan trọng hơn. Huyết diễm xà có lực phòng ngự kinh người, muốn đối phó với nó cũng không dễ dàng gì. Chúng ta tranh thủ thời gian đi. Sau khi rời khỏi đó, Lâm Nhất cũng không đi quá xa, hắn dừng lại trên mỏm núi đá cách đó hơn 10 dặm, lạnh lùng nhìn về phương xa. Trong lòng bàn tay hắn là 1, 2, 3, 4, chính xác là 5 viên tôi thể đan. Chương 33, công pháp và tu vi cùng thăng cấp. 10 tầng võ đạo, 3 tầng đầu luyện gân cốt, luyện kinh mạch, 3 tầng giữa luyện huyết nhục, luyện ngũ tạng, 3 tầng cuối đả thông kinh mạch, hóa cốt, hoán tủy, bước vào tầng 10 đỉnh phong. Trước tầng 4, tôi thể đan có tác dụng cực lớn. Như Thanh Vân Môn là một trong tứ đại tông môn của nước Thiên Thủy, vậy mà mỗi tháng đệ tử ngoại môn cũng chỉ được phát cho một viên. Loại đan dược này vô cùng chân quý, nếu không phải đệ tử tông môn thì dù có tiền cũng khó có được. Lúc trước vì đánh cược mà thua mất 3 viên tôi thể đan đã khiến Trần Tiêu tan nát cõi lòng. Hiện tại, trong tay Lâm Nhất có 5 viên, đã gần bằng số lượng đệ tử ngoại môn được phát trong nửa năm. Trước đó, tại dãy núi Hoàng Vân, hắn có được kỳ ngộ. Cơ duyên xảo hợp, Lâm Nhất gặp phải thiên tài địa bảo ra đời dẫn phát dị tượng, sau khi hấp thu linh khí của thiên địa hắn đã đột phá, bước vào cảnh giới võ đạo tầng 4 chỉ trong một lần. Vì muốn tu vi võ đạo tầng 4 có được nền móng vững chắc, suốt mấy ngày nay Lâm Nhất đã liên tục đối chiến cùng yêu thú, khoảng thời gian lịch luyện sinh tử này e là khó có ai tưởng tượng nổi. Tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên mỗi ngày, có lẽ mấy ngày nữa sẽ thuận theo tự nhiên mà đột phá võ đạo tầng 5. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đột phá sớm. Dùng cảnh giới võ đạo tầng 4 đối chiến với hai gã võ giả võ đạo tầng 6 quả thực có hơi mạo hiểm. Mặc dù bọn họ không thể nào sánh được với đệ tử tông môn, thế nhưng tu vi cũng bày ra đó, Lâm Nhất không dám chắc có thể đánh thắng được. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì nhất định không được có sơ hở. Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống, không chút do dự nuốt một viên tôi thể đan. Dược lực cực mạnh của tôi thể đan nhanh chóng bị cơ thể hấp thu. Tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, cơ bắp toàn thân đều tham lam hấp thu toàn bộ. Cả người Lâm Nhất tựa như một ngọn lửa ấm áp, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ cơ thể mình đang được cường hóa từng chút một. Tôi thể dịch mà hắn đã mua trước đó quả thật không thể so sánh với tôi thể đan, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Nếu như cứ đột phá một cách êm xuôi thế này, muốn thăng cấp lên võ đạo tầng 5 còn cần ít nhất 2 ngày nữa. 2 ngày sau e là hai gã của Vân gia đã sớm đem huyết bách hợp của hắn cao chạy xa bay rồi. Sau khi đã có quyết định, Lâm Nhất liền nuốt 4 viên tôi thể đan còn lại. Dược lực của 4 viên tôi thể đan hội tụ lại thành một, nhanh chóng nổ tung trong cơ thể. Dược hiệu khủng bố tựa như biển lớn mênh mông đang gào thét, điên cuồng tác động vào thân thể Lâm Nhất. Cơ thể vốn dĩ ấm áp phút chốc đỏ bừng lên, cả người hắn hệt như đang ở trong lò nung. Từng sợi khói xanh bay ra từ đỉnh đầu Lâm Nhất, dường như tình hình có hơi bất ổn. Nhưng Lâm Nhất đã dám làm như thế thì chắc chắn hắn đã có tính toán. Thuần Dương Công. Đúng vậy, chính là môn công pháp mạnh mẽ ngang ngược, tu luyện chậm chạp mà chấp sự Dương đã cho rằng không thích hợp với Lâm Nhất. Giờ phút này, chính nó đã trở thành phương thuốc quý cứu mạng hắn. 5 viên tôi thể đan hợp lại, dược lực ngang tàng tựa như một thất ngựa hoang bướng bỉnh, nếu là những công pháp khác e là không cách nào khống chế được. Nhưng đối với nội kình Thuần Dương Công vừa dồi dào vừa hung mãnh ngang tàng thì vừa hay lại rất thích hợp. Quả nhiên, một khi vận chuyển Thuần Dương Công liền có cảm giác vô cùng phấn khích. Công pháp vận chuyển nội kình có rất nhiều đặc tính, có loại hờ hững như chuồn chuồn lướt nước, có loại lại nhẹ nhàng ấm áp như ngọc, cũng có loại ngang ngược hệt như một con ngựa hoang. Thuần Dương Công là công pháp nổi bật trong số đó. Dược lực ngang tàng va chạm với Thuần Dương Công ngang ngược lập tức sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt. Da thịt Lâm Nhất đỏ bừng lên như sắt thép, sau đó từ từ dịu xuống, thân thể hắn đang bắt đầu lột xác. Thuần Dương Công của hắn vốn chỉ mới tu luyện đến tầng 2, bỗng chốc tăng vọt, đạt đến tốc độ trước nay chưa từng có. Sau 3 canh giờ, trong cơ thể Lâm Nhất phát ra một tiếng nổ tung, ngay sau đó lại thêm một tiếng nổ nữa. Hai tiếng nổ chồng chất lên nhau,
khí thế trên người Lâm Nhất bỗng chốc tăng vọt. Giờ phút này, công pháp và cảnh giới đồng loạt thăng cấp. Thuần Dương Công thành công đột phá đến tầng 3, đồng thời, tu vi của Lâm Nhất cũng thăng cấp lên võ đạo tầng 5. Lâm Nhất ngước mắt, từ từ đứng dậy. Hắn phát hiện cơ thể vốn gầy yếu của mình giờ đã trở nên khỏe mạnh hơn. Không chỉ bên ngoài, bên trong cơ thể cũng đã có những thay đổi cực lớn. Chương 34, nhiệm vụ linh thạch thứ nhất hoàn thành. Thân thể của hắn sau khi được 5 viên tôi thể đan đánh bóng đã rực rỡ hẳn lên. Thu hoạch lớn hơn chính là tấn thăng lên Thuần Dương Công tầng thứ 3, nội kình của hắn cũng tăng thêm một bậc, thâm hậu mà cô đọng, bá đạo cương mãnh. Vốn là cần gia tăng nội kình, Táng Hoa kiếm rất tiêu hao sức khi sử dụng đã nhẹ nhõm hơn nhiều, cầm kiếm trong tay đã có thể tùy ý sử dụng. Dung mạo thiếu niên tuấn lãng thanh tú cũng không có quá nhiều biến đổi, chỉ có đôi mắt đen láy trong suốt như sơn thủy là có thêm tia tự tin nồng đậm. Đã trôi qua 3 canh giờ, hai người này cũng nên quay về rồi. Lâm Nhất nhìn về phía xa, tự nói với mình. Tại lối ra của Bách Hoa Cốc, hai tay đại hán của Vân gia không giấu nổi vẻ vui sướng và hưng phấn trên gương mặt, kích động không thôi. Sảng khoái, lần này kiếm được vố lớn rồi, nhiệm vụ thiếu chủ giao phó đã hoàn thành dễ dàng. Ha ha, tài nguyên lấy từ con huyết diễm xà này đủ để hai chúng ta tu luyện một hồi rồi. Yêu thú đúng là yêu thú, giết con huyết diễm xà vẫn phiền phức thật, nếu không phải tu vi của hai chúng ta cao hơn nó một bậc thì cũng khó nói lắm. Tên vô dụng của Thanh Vân Môn đó lại không biết xấu hổ nói do hắn phát hiện ra trước. Cũng may là biết thức thời, bằng không thì cũng giết hắn luôn, trên người đệ tử tông môn chắc chắn có tôi thể đan, bây giờ nghĩ lại, lúc đó thả cho hắn chạy đúng là có chút đáng tiếc. Hai người vui vẻ phấn chấn trò chuyện, cười nói không ngừng, có thể thấy sảng khoái vô cùng. Hiu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bên cạnh nhảy ra. Không một tiếng động dọa cho hai tên đại hán của Vân gia giật mình, lập tức im bặt lại không nói chuyện nữa. Người đến đương nhiên chính là Lâm Nhất lần theo tiếng nói mà đến. Trong dáng vẻ của Lâm Nhất, hai tên đại hán của Vân gia không hề tỏ ra căng thẳng, mà lại khẽ nhếch mép lên cười. Huyết bách hợp. Đang ở trong tay ai? Gương mặt thanh tú của Lâm Nhất không chút cảm xúc, hai tay chống kiếm xuống. Khi mở miệng nói chuyện, lòng bàn tay đã lặng lẽ chống vào chuôi kiếm, lưu phong kiếm pháp vận sức chờ phát động. Nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt lạnh nhạt, thần sắc trầm tĩnh, trong lòng hai người đó bất giác trào lên một cảm giác có chút không đúng lắm. Ngươi muốn làm gì? Huyết bách hợp trong tay của ta đây, sao hả? Ngươi muốn cướp lại ư? Hắc Y đại hán bên trái thấy Lâm Nhất vẫn hết sức bình tĩnh, tựa như chưa chịu từ bỏ ý định, cười khẩy nói, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử tông môn là ghê gớm lắm. Ở nơi đồng không mông quạnh này, lão tử giết người cũng chẳng có ai biết đâu. Tụ kiếm thành phong. Đối phương còn chưa nói hết câu, lòng bàn tay trái của Lâm Nhất liền hút lấy chuôi kiếm, mạnh mẽ nhấc lên, thân thể cũng đồng thời nhảy dựng lên. Kiếm ra khỏi vỏ, Táng Hoa kiếm giống như nước mắt mùa thu bắn nhanh ra. Trường kiếm điên cuồng xoay tròn dưới lòng bàn tay, lưu phong kiếm pháp vận sức chờ phát động vào đúng lúc này uy thế đã đạt đến đỉnh phong. Lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm đã đạt đến uy thế đỉnh phong chém về phía người vừa nói. Sưu. Hoàn toàn không có thời gian phản ứng, Hắc Y đại hán bên trái bị một kiếm của Lâm Nhất đâm trúng vào tim. Thình thịch. Máu tươi thấm đẫm trước ngực, hắn ta chút hơi thở cuối cùng ngay tại chỗ, thi thể bị lực đạo khổng lồ đánh bay 100 mét. Lâm Nhất đã tấn thăng lên võ đạo tầng 5, uy lực của tụ kiếm thành phong cũng tăng lên 2 lần. Trong khoảng cách gần như thế, bị hắn tấn công trước thì người có võ đạo tầng 6 cũng rất khó có con đường sống. Tất cả xảy ra như trong tích tắc, nhanh đến mức khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Người bên phải sợ đến mức trợn mắt há mồm, thất kinh kêu lên một tiếng, không chút do dự quay đầu điên cuồng bỏ chạy. Bỏ chạy lại đúng là cứu hắn một mạng. Nếu như ngây ra tại chỗ thêm 2-3 giây nữa thì người chết tiếp theo sẽ chính là hắn ta. Đáng tiếc. Lâm Nhất thầm nghĩ, người có võ đạo tầng 6 đứng trước mặt hắn lại một mực bỏ chạy. Nghĩ đến truy đuổi đúng là quá lãng phí thời gian, nếu như có một môn thân pháp thì tốt rồi. Chạy thì cho chạy, đạt được mục đích là được. Bước lên một bước, Lâm Nhất thành công tìm lại được hộp gấm đựng huyết bách hợp trên ngực áo của Hắc Y đại hán. Vật phẩm yêu thú huyết diễm xà cũng ở trên người gã ta. Toàn bộ lục soát ra. Kỳ lạ, không có tia máu đó ư. Những vật phẩm quý giá trên người huyết diễm xà như gan rắn, nanh độc đều có cả, duy nhất là không tìm thấy tia máu trên lưng rắn đâu. Có lẽ trên người kẻ còn lại rồi, thôi không sao.
Lâm Nhất cũng không nghĩ nhiều, 10 đóa bách huyết hợp thu thập thành công, đã hoàn thành một trong ba nhiệm vụ linh thạch rồi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ linh thạch tiếp theo thì phải giết chết được tên đạo tặc cuồng diệm. Thu kiếm vào vỏ, ống tay áo khẽ bay, thân ảnh Lâm Nhất biến mất khỏi bách hoa cốc đang dần bị màn đêm bao phủ. Sự việc đã qua như rèn luyện bản thân, đi một bước tính một bước. Chương 35, mời ta một chén rượu đi. Nửa tháng sau tại thành Bạch Thủy. Là thành trì phồn hoa nhất trong nước Thiên Thủy, nơi này có vô số cửa hiệu và phòng đấu giá, mỗi ngày đều có số lượng giao dịch cách xù. Có sức hấp dẫn rất lớn với võ giả, đệ tử tông môn, võ giả gia tộc, những người ngao du tứ phương cũng không phải là ít. Ngoài tới để buôn bán ra thì nơi này cũng là nơi trao đổi tin tức nhanh nhẹn bậc nhất. Bất kể biến động nhỏ nào của cả nước Thiên Thủy gần như đều có thể trở thành những câu chuyện phiếm trên bàn trà bàn nhậu của đám võ giả. Rất nhiều tin đồn trên giang hồ cũng từ đây mà ra. Số lượng võ giả khổng lồ đã mang đến sự thịnh vượng cho các hoạt động buôn bán. Ở khu phía tây tương đối hẻo lánh của thành Bạch Thủy, một tòa khách điếm tầm thường cũng kín hết chỗ ngồi. Có thể thấy thành này phồn hoa cỡ nào. Khách điếm đó không lớn, chỉ có 3 tầng lầu mà thôi, tầng 1 là đại sảnh, gần như chật kín không còn chỗ trống nào. Ồn ào huyên náo tiếng người. Tầng 2 thì có phần yên tĩnh hơn chút, các bàn được bày biện cách nhau một khoảng, rõ ràng rộng rãi hơn đại sảnh khá nhiều. Hiển nhiên, chi phí trên tầng 2 này cũng cao hơn rất nhiều. Những võ giả có thể lên được tầng 2 thực lực không tầm thường, tầm nhìn phải cao hơn những người ở dưới đại sảnh nhiều. Các ngươi nghe nói gì chưa? Gần đây có một đệ tử của cuồng đao môn đã giết chết Khâu Vân Phố rồi. Đây đúng là chuyện lớn, tay Khâu Vân Phố này tác oai tác quái ở nước Thiên Thủy nhiều năm, tu vi thâm hậu, thế mà lại chết trong tay một tiểu bối. Ta cũng nghe nói qua về chuyện này rồi, nghe nói chỉ dùng đúng vỏn vẹn 10 chiêu thôi. Cuồng đao môn này cũng coi như có người kế tục rồi, người này hình như tên là Trương Diệp. Mấy năm nay, đạo tặc ở nước Thiên Thủy chạy trốn tán loạn, người này tiếp nối người kia chết đi. Vậy mà tên cuồng diệm đó tu vi cũng không phải là cao nhất mà lại mấy lần tẩu thoát được. Nghe nói gần đây mấy người đệ tử của Huyền Dương Môn cũng thua đau trong tay gã ta. Tên cuồng diệm này quả thực có chút thực lực, lá gan cũng lớn, có điều nói đi cũng phải nói lại, không liều lĩnh thì làm sao có thể sống trong giang hồ cường đạo được. Tại một bàn rượu sát cửa sổ trên tầng 2, một người đội mũ trùm đầu sụp xuống. Nghe được những lời bàn tán này, gã ta nhìn xuống đường phố dưới lầu. Khóe miệng dưới bóng mũ nhếch lên một nụ cười khẩy. Vị trí chỗ này thế mà không tệ, có hơi nguy hiểm nhưng có thể lập tức nhảy qua cửa sổ, sau đó lẩn vào trong đám đông trên phố. Các ngươi nói xem, hiện nay tứ đại tông môn của nước Thiên Thủy bao gồm Cuồng Đao Môn, Thanh Vân Môn, Tử Viêm Môn và Huyền Dương Môn, thực lực của bên nào là mạnh nhất? Chủ đề trong tửu lầu chuyển cũng nhanh thật, nhoáng cái đã nói đến tứ đại tông môn rồi. Việc đó còn phải nói sao, đương nhiên là Thanh Vân Môn rồi. Thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm của bọn họ vốn là một trong tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy, cộng thêm nhân tài mới xuất hiện Tô Hàm Nguyệt, ai có thể so được với bọn họ chứ? Đúng vậy, Tô Hàm Nguyệt mạnh đến mức đáng sợ, mặc dù nàng không nằm trong tứ đại cao thủ thế hệ trẻ, nhưng nghe nói Liễu Vân Phi mạnh nhất trong tứ đại cao thủ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng phát triển quá nhanh rồi, chỉ trong có một năm mà thanh danh lên như diều gặp gió, còn không kịp để xếp nàng vào hàng ngũ tứ đại cao thủ. Xem ra cuộc so tài giữa bốn tông môn năm nay, Thanh Vân Môn chắc sẽ đứng đầu thôi. Những võ giả trên tầng 2 tầm nhìn quả thực không bình thường. Ngay đến chuyện trong tứ đại tông môn ở nước Thiên Thủy mà cũng rõ như lòng bàn tay, trò chuyện hăng say mãi không dứt. Trong lúc bọn họ đang hào hứng tán gẫu thì ở cửa thang gác xuất hiện một người. Thân mặc một bộ trường bào hai màu trắng xanh kết hợp, gương mặt thanh tú tuấn lãng, trên trán buộc một dải vải, không biết là đồ trang sức hay là muốn che đậy cái gì. Người đến chính là Lâm Nhất. Vào lúc hắn xuất hiện, cả tầng 2 chợt hơi im lặng, rất nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn nhìn về phía hắn. Mặc trang phục của Thanh Vân Môn xuất hiện trên đường phố nước Thiên Thủy khó mà tránh khỏi sự chú ý của người khác. Nhưng võ giả trong tửu lầu đa số đều thấy nhiều biết rộng. Cũng không tỏ ra có gì ngạc nhiên, cộng thêm nữa là quả thật cũng không biết là ai, nên coi hắn là hạng vô danh tiểu tốt. Những tiếng bàn tán náo nhiệt sau khi tạm dừng phút chốc lại bắt đầu vang lên. Lâm Nhất không để ý những việc này, hắn quét mắt nhìn một vòng tửu lầu, sau đó ánh mắt dừng ở trên người vị khách choàng mũ sùng sục ngồi gần cửa sổ. Gật đầu, chậm rãi bước tới. Đặt táng hoa kiếm trên bàn phát ra âm thanh rất nhỏ, Lâm Nhất ngồi xuống đối diện với vị khách đội mũ.
Gương mặt của vị khách dưới cái mũ trùm khẽ biến sắc, ánh mắt của gã ta nhạy bén nhìn ký hiệu tông môn trên y phục của Lâm Nhất. Nhưng nhanh chóng đã khôi phục lại thái độ bình thường. Mời ta uống chén rượu đi. Lâm Nhất nhìn đối phương, nhẹ giọng nói. Ha ha, rượu của ta không phải ai cũng có thể uống được đâu. Vị khách đội mũ trùm đầu cười gần một tiếng, từ chối Lâm Nhất. Chương 36, Thiếu Hiệp, xin để lại tên tuổi. Nghe tiếng hô, tiểu nhị ngày thường vốn đã nhanh nhẹn nay còn nhanh hơn, cười khanh khách mang rượu lên. Lâm Nhất tiện tay thường ít bạc lẻ, tiểu nhị nhận xong thì cười tươi rói rời đi. Vị khách đội mũ trùm đầu nhìn về phía bình rượu, không hề động đậy, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, rượu này không tệ, phiền ngươi lãng phí tiền rồi. Không lãng phí, người trước khi chết cũng nên được uống chút rượu ngon. Lâm Nhất tự rót cho mình một chén rượu, khẽ mỉm cười nhìn đối phương. Ha 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 ha, ta thích đám đệ tử tông môn các ngươi, kẻ nào cũng tự đại vô cùng, không có một chút kinh nghiệm giang hồ nào cả. Muốn giết đạo tặc thành danh, không mang theo đồng bọn nào đi cùng mà cũng dám mò tới, ngươi đúng là đang tự tìm cái chết. Vị khách đội mũ trùm đầu cười gằn dở, khí thế khủng bố của võ đạo tầng 6 trên người điên cuồng bạo phát ra. Rút một thanh đại đao vừa dày vừa nặng dưới lớp áo choàng ra, nhảy dựng lên, hung hăng bổ về phía Lâm Nhất. Hiển nhiên gã ta đã có dự mưu từ trước. Trong lúc tán gẫu với Lâm Nhất, gã ta vừa vận sức, vừa quan sát xem xung quanh có đồng đội hay không. Sau khi xác định không có đồng đội, gã ta liền không tiếp tục rong dài với Lâm Nhất nữa, sát phạt cực kỳ quyết đoán. Tất cả võ giả trên tầng 2 tử quán đều bị sự việc bất thình lình xảy ra này làm cho chấn động. Sau khi nhìn qua thì sắc mặt lần lượt biến sắc. Tay đệ tử ngoại môn của Thanh Vân môn đó vẫn đang ngồi, còn vị khách đội mũ trùm đã vung ra một đao đỉnh phong rồi. Chiếm hết ưu thế, một đao này bất luận thế nào cũng không thể ngăn được, cho dù có ngăn được thì cũng bị phế bỏ ngay tại hiện trường. Rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm giang hồ của đệ tử tông môn quá nông cạn. Sao lại bất cẩn chạy tới ngồi trước mặt người ta, còn không chút phòng bị để đối phương chiêm được ưu thế chứ? Cao thủ so chiêu, một khi mất đi ưu thế thì chính là đã thất bại một nửa rồi. Rất nhiều người trong lòng tiếc nuối không thôi. Nhưng đúng lúc này thì đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy thiếu niên Thanh Vân môn vẻ mặt vẫn cười tươi, trong miệng phun ra một ngụm rượu, tựa như những mũi tên nhọn được bắn ra. Cảnh tượng này không hề có điểm báo trước, cả căn phòng bỗng ồ lên. Vị khách đội mũ trùm đầu đó cũng hoàn toàn không ngờ được, vì quá sợ hãi nên căn bản tránh không kịp. Suy, nước rượu phun lên mặt lập tức như cháy bỏng lên, cả gương mặt nháy mắt bị hủy hoại. Mặt của ta, vị khách đội mũ trùm đầu không ngừng kêu thảm, tiếng kêu thê thảm đó khiến những võ giả có mặt ở đó nghe mà cũng cảm thương lây. Một đao đỉnh phong thế to lực dày chiếm hết thế chủ động hoàn mỹ bị cắt ngang ngay tại chỗ. Nụ cười trên mặt thiếu niên đã tắt, hắn sầm mặt xuống, đứng lên, rút kiếm ra, giống như một làn thu thủy lướt qua. Kiếm quang lóe lên, trên cổ vị khách đội mũ trùm đầu bắn ra một tia máu tươi đỏ thắm, chết ngay tại chỗ. Dứt khoát gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng. Két két. Thiếu niên lang đứng trên mặt bàn, tra kiếm vào vỏ, nhìn vị khách đội mũ trùm đầu ngã trên mặt đất. Vẫn chưa mù quáng đi xuống. Đợi sau khi xác nhận đối phương thật sự đã chết thì mới nhảy xuống. Làm tốt lắm, phần thưởng của ngươi đây. Lâm Nhất tiện tay móc ra một thỏi vàng ném cho tiểu nhị đang run rẩy bên cạnh. Sau khi lấy đi vũ khí mà vị khách đội mũ trùm đầu quen dùng, lục soát trên người một phen thì không thu hoạch được gì. Đến khi tới phần bên hông thì tìm thấy một cái túi chữ vật, gương mặt Lâm Nhất mới tỏ ra hài lòng. Túi chữ vật, đây đúng là đồ tốt. Thiết nghĩ có lẽ là cướp được từ đệ tử tông môn phú quý nào đó đã chết trong tay gã ta. Giết chết cuồng diệm, nhiệm vụ linh thạch thứ hai hoàn thành. Sau nửa tháng nỗ lực cũng coi như không uổng phí. Dựa vào tin tức của tông môn, sau khi được biết trước cuồng diệm sẽ tới thành Bạch Thủy để buôn bán tang vật. Lâm Nhất không vội vã ra tay ngay, hắn biết rõ đám đạo tặc này, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có kinh nghiệm giang hồ phong phú. Rất nhiều đệ tử tông môn đều hoặc là chết trong tay gã ta. Hoặc là để gã ta chạy thoát cũng là vì nguyên nhân này. Vì thế hắn mới tiêu tốn tâm tư, bắt tay với tiểu nhị dựng nên cái bẫy này. Nguy hiểm tương đối lớn, nhưng kế hoạch cuối cùng cũng hiệu quả, thành công giết chết cuồng diệm. Cất túi chữ đồ xong, Lâm Nhất chuẩn bị rời đi. Về phần thi thể của cuồng diệm thì không cần lo, ắt có người của Thanh Vân môn tới thu dọn. Lúc này, võ giả trên tầng 2 cũng đã nhìn rõ gương mặt của vị khách đội mũ trùm đầu đó.
Tất cả đều hít ngược một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến, ánh mắt khiếp sợ hoàn toàn không thể che giấu. Là Cuồng Diệm, đạo tặc Cuồng Diệm. Trời ơi, Cuồng Diệm thế mà chết rồi, thiếu hiệp đó đâu rồi? Đến khi mọi người sực nhớ ra Lâm Nhất thì hắn đã thả người nhảy từ cửa sổ xuống. Thiếu hiệp, xin để lại tên tuổi. Nhất thời, tất cả võ giả trên tầng 2 toàn bộ đều tụ lại, lớn tiếng gào lên. Thanh Vân Môn, đệ tử ngoại môn Lâm Nhất. Một giọng nói trong trẻo truyền lại, nhưng muốn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó thì Lâm Nhất đã lẩn vào trong đám đông rộn ràng rồi, không thấy tung tích đâu nữa. Chương 37, chút thu hoạch. Hai nhiệm vụ linh thạch lớn là thu thập hoa bách hợp và giết kẻ trộm cướp đã được hoàn thành. Chỉ còn lại một nhiệm vụ linh thạch cuối cùng là giết Mặc Viêm Hổ. Chưa đến một tháng, hai nhiệm vụ lớn trước đó đã được hoàn thành tốt đẹp. Bây giờ, đối với Lâm Nhất mà nói thì thời gian đã không còn eo hẹp nữa, không cần thiết phải vội vã như vậy. Hắn có thể ung dung xem thử rốt cuộc trong túi đựng đồ đeo ở thắt lưng của Cuồng Diệm có gì rồi. Thật ra so với những chiến lợi phẩm đựng bên trong thì Lâm Nhất càng thấy hứng thú với chiếc túi đựng đồ đó hơn. Bên trong túi có một không gian lớn, trông thì như một chiếc túi vải nhỏ nhắn nhưng lại có thể chứa được rất nhiều đồ. Đối với người hay đi khắp nơi như Lâm Nhất thì nó rất tiện lợi. Hơn nữa, chiếc túi đựng đồ đó rất quý giá, trong nước Thiên Thủy thì nó thuộc loại hàng có tiền cũng khó mà mua được. Nhất định là Cuồng Diệm đã giết chết đệ tử tông môn giàu có nào đó thì mới có được nó, giờ thì hời cho Lâm Nhất rồi. Ù! Nội kình len lỏi vào trong túi đựng đồ, một làn sóng nhẹ lan ra, Lâm Nhất nhìn thấy không gian trống bên trong túi. Không gian không lớn lắm, miễn cưỡng thì cũng cỡ một căn phòng khách bình thường. Bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, ánh vàng chói đến hoa cả mắt. Đó đều là những vật phàm tục, Lâm Nhất không quan tâm lắm. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Lâm Nhất lại là số linh thạch hạ phẩm ở trên cùng. Đếm kỹ thì cũng được gần 1.500 viên. Cái tên này cũng giàu có thật đấy. Lâm Nhất khẽ thở dài và nói, phần thưởng mà tông môn treo giải cho việc giết Cuồng Diệm cũng chỉ có 500 viên linh thạch thôi. Thiết nghĩ Cuồng Diệm đã tiêu thụ hết tang vật trong thành Bạch Thủy này rồi. Ích lợi đạt được nhiều vậy, hèn gì lại có người mạo hiểm cả tính mạng để làm phường trộm cướp. Nhưng làm nhiều việc xấu thì khó tránh được cái chết. Lúc gã ta sắp rời khỏi thì đã rơi vào tay Lâm Nhất, chết cũng có giá trị. Ngoài linh thạch và vàng bạc châu báu ra thì còn có một ít đan dược vụn vặt khác. Đan dược. Mắt Lâm Nhất sáng lên, nhưng khi kiểm tra kỹ lại thì hắn vô cùng thất vọng. Chúng đều là những đan dược rởm, hoàn toàn không thể sánh bằng đan dược của tông môn điều chế. Hóa huyết đan. Nhưng khi hắn nhìn thấy một viên đan dược màu máu thì hơi ngây ra, đó là món đồ tốt. Huyết bách hợp mà hắn thu thập là nguyên liệu chính để luyện dược sư của tông môn điều chế hóa huyết đan. Cao thủ võ đạo tầng 4 muốn luyện cơ thể thì dùng tôi thể đan sẽ có hiệu quả tuyệt nhất. Khi đến võ đạo tầng 5, mặc dù dùng tôi thể đan vẫn có tác dụng thần kỳ để tu luyện khí huyết nhưng nó lại không bằng hóa huyết đan. Lâm Nhất tìm lại thêm một lượt nữa thì phát hiện ra mấy quyển bí kíp trong góc của túi đựng đồ. Hắn phấn kích lấy chúng ra. Liệt Sơn Đao Pháp, võ kỹ cao cấp. Một khi thi triển thì sẽ có uy lực mở núi phá đá, thế cao lực mạnh, vô cùng dũng mãnh. Chắc đó là võ kỹ mà Cuồng Diệm đã tu luyện, tiếc là chưa kịp thi triển thì đã chết dưới kiếm của Lâm Nhất rồi. Lâm Nhất luyện kiếm, không luyện đao nên không có hứng thú với quyển đó, còn có một quyển nữa. Đại Nhãn Quyết, thân pháp cao cấp, luyện đến đỉnh phong viên mãn thì có thể búng người bay lên cao mấy trượng, giống như chim nhạn trên bầu trời, bầu bạn cùng mây gió. Võ kỹ thân pháp. Mắt Lâm Nhất sáng lên, có lẽ thân pháp này là lá át chủ bài giúp Cuồng Diệm rút lui an toàn. Bây giờ hắn đã có quyền pháp bên mình, có thuần dương công rèn luyện nội công, có kiếm pháp giết địch. Chỉ mỗi thân pháp là chưa có nên hôm đó, hắn thả gã đàn ông nhà họ Vân đi cũng vì bất đắc dĩ thôi. Bộ thân pháp này vừa hay bổ sung cho sự thiếu sót của Lâm Nhất. Nếu nói giống như chim nhạn trên trời, bầu bạn cùng mây gió thì hơi quá nhưng nhún người bay lên cao mấy trượng. Nâng cao khả năng né tránh và tốc độ tấn công thì chắc không phải là giả. Trong số tài sản của Cuồng Diệm thì Đại Nhãn Quyết này là hợp ý Lâm Nhất nhất. Sau khi cất vật dụng tùy thân, nguyên liệu yêu thú đã thu thập vào huyết bách hợp vào trong túi thì Lâm Nhất bắt đầu dạo chơi thành Bạch Thủy. Vẫn còn một tháng để thực hiện nhiệm vụ giết Mặc Viêm Hổ, hắn đã có đủ thời gian giải quyết được. Nếu đã đến thành Bạch Thủy thì đương nhiên phải dạo chơi cho đã, tiện thể bán số nguyên liệu kiếm từ yêu thú đó đi. Lúc không còn hứng thú nữa,
Lâm Nhất đến một cửa tiệm khá lớn trong thành tên là Vạn Bảo Các. Hắn vừa mới bước vào, người phục vụ thấy hắn mặc đồ của phái Thanh Vân thì nhiệt tình bước qua. Đệ tử tông môn là cái cây hái ra tiền của những cửa tiệm thế này, không thể lơ là được. Thiếu hiệp, ngài cần gì à? Ta có ít nguyên liệu yêu thú muốn bán, còn có một quyển võ kỹ nữa. Người phục vụ nghe nói bán nguyên liệu yêu thú thì mặt mày liền rạng rỡ. Nhưng lúc nghe thấy còn có một quyển võ kỹ cần bán nữa thì sắc mặt đột nhiên tỏ ra thận trọng. Không biết là cấp độ nào à? Võ kỹ cao cấp. Mời ngài theo ta. Người phục vụ không dám lề mề nữa mà dắt Lâm Nhất vào phòng bao ở lầu 2 rồi mỉm cười, nói, xin ngài đợi một lát, ta sẽ mời ông chủ đến ngay. Chưa hết một chén trà thì phục vụ đã dẫn một người đàn ông trung niên hơi mập, cực kỳ có phúc khí đi đến. Người đàn ông trung niên tùy tiện quan sát Lâm Nhất một lượt rồi cười híp mắt và nói, tại hạ là Đồng Hổ, tiểu hữu có thể gọi ta là ông chủ Đồng, người muốn bán võ kỹ cao cấp sao? Đối với người luyện võ, không cần nói cũng biết được giá trị của võ kỹ, mà võ kỹ cao cấp thì càng không cần phải nói nữa. Nhưng bán võ kỹ là chuyện hơi nhạy cảm, ông chủ Đồng nhìn Lâm Nhất, xin nhắc trước, chỗ bọn ta không nhận võ kỹ và công pháp tông môn, của bất cứ tông môn nào cũng vậy, không nhận bán. Võ kỹ tông môn là cái gốc để lập nên một môn phái. Nếu như bị lộ ra ngoài thì sẽ là tội lớn, bất luận ở đâu thì cũng đều sẽ bị tông môn xử chết. Bốn tông môn lớn là các thế lực lớn nhất của nước Thiên Thủy, đương nhiên người làm ăn không dám đắc tội rồi. Chương 38, Thành Giao. Ánh mắt Lâm Nhất đầy vẻ ẩn ý, dù có đoán ra được chủ nhân của quyển bí kíp là Cuồng Diệm đi nữa thì ông chủ này cũng không cần có phản ứng đến nỗi như thế chứ. Sắc mặt của ông chủ đó thay đổi hơi quá. Lẽ nào tang vật của Cuồng Diệm được bán ở chỗ của ông ta sao? Vậy thì thú vị rồi đây. Nhưng dù cho là như thế thì Lâm Nhất cũng không sợ đối phương dám gài mình vì dù sao hắn cũng là đệ tử phái Thanh Vân. Người làm ăn đều là người thức thời. Ha ha ha, thiếu hiệp lợi hại thật, không ngờ lại giết chết được tên trộm cướp khét tiếng Cuồng Diệm. Sắc mặt Đồng Hồ lập tức trở lại trạng thái bình thường, ông ta cười lớn và ca ngợi Lâm Nhất. Người thông minh vừa nhìn thấy quyền bí kíp đó thì có thể đoán ra ngay Cuồng Diệm đã chết rồi. Xin hỏi thiếu hiệp tên họ là gì? Đồng Hồ vốn dĩ không mấy coi trọng Lâm Nhất, giờ lại hỏi với vẻ trịnh trọng. Lâm Nhất, đệ tử ngoại môn của phái Thanh Vân, ông chủ Đồng hãy ra giá cho quyền kỹ thuật võ học này đi. Đồng Hồ quay về với vẻ mặt của một thương nhân, sau khi suy ngẫm một lúc thì hạ giọng nói, chắc giá 1.000 viên linh thạch hạ phẩm. Cáo từ... Lâm Nhất không nói lời thừa, hắn lấy quyền bí kíp lại rồi đứng dậy đi. Xin Lâm công tử hãy dừng bước, có gì từ từ nói. Sắc mặt Đồng Hồ liền thay đổi, ông ta vội vã giữ Lâm Nhất lại, nở nụ cười đau khổ nói, Lâm công tử, không cần phải kiên quyết vậy đâu, ta chỉ có thể thêm nhiều nhất là 200 viên linh thạch hạ phẩm nữa thôi. Đồng Hồ thấy Lâm Nhất vẫn không chuyển ý thì cắn răng nói, 1.500 linh thạch hạ phẩm, ta không thể trả cao hơn nữa được. Trên thực tế, mặc dù biết giá trị của võ kỹ cao cấp không tầm thường nhưng Lâm Nhất cũng không biết giá cả cụ thể thế nào. Nhưng hắn biết người làm ăn rất gian xảo, gì mà chắc giá, gì mà mua lỗ vốn, đều là lừa người ta hết. Vậy nên hắn mới cố ý thử xem sao, Lâm Nhất cũng coi như tạm hài lòng với cái giá 1.500 viên linh thạch hạ phẩm. Ông chủ Đồng, chẳng phải vừa nãy mới nói không trả hai giá sao? Lâm Nhất ngồi xuống lại, nhẹ nhàng nói. Đồng Hồ không hề cảm thấy bối rối mà ung dung nói, trong tương lai, nhất định Lâm công tử sẽ nổi danh giang hồ. Lần đầu tiên ta làm ăn với công tử nên cũng phải tỏ chút thành ý chứ. Nói thì nghe hay lắm, Lâm Nhất cũng không để trong lòng, hắn tiếp tục lấy gan, răng độc và gân máu của huyết diễm xả ra. Lúc Đồng Hồ nhìn thấy gan rắn và răng rắn thì vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh. Nhưng khi Lâm Nhất lấy gân máu của huyết diễm xả ra thì hai mắt của Đồng Hồ bỗng mở to ra. Ông ta vội vã chạy qua xem thử. Đúng thật là huyết diễm cốt rồi. Lâm Nhất nhìn với vẻ thắc mắc, sợi gân máu đó chẳng qua chỉ to bằng ngón tay út, cực kỳ mềm, sao lại gọi là huyết diễm cốt? Xem ra tiểu đệ không biết giá trị của huyết diễm cốt này rồi. Sợi gân máu trên lưng của huyết diễm xà chính là xương mềm của nó, cực kỳ quý hiếm. Ta thật sự không biết sao tiểu đệ có thể làm được, rất nhiều cao thủ võ đạo tầng 9 đều không làm được. Đồng Hồ nhìn Lâm Nhất với ánh mắt đầy kinh ngạc. Khó lắm sao? Chuyện đó là đương nhiên. Mặc dù cảnh giới của con huyết diễm xà này không cao nhưng muốn lấy được huyết diễm cốt của nó thì phải đánh chết nó ngay khi tấn công nó, chậm một giây thì huyết diễm cốt sẽ biến thành ngọn lửa, thiêu sạch mọi thứ. Chuyện này rất khó làm,
10 lần chưa chắc thành công được một lần. Lâm Nhất bỗng nhớ lại, nguyên liệu yêu thú mà hai cao thủ của nhà họ Vân đó thu thập không có huyết diễm cốt. Huyết diễm cốt này là nguyên liệu chính để tạo ra huyền khí huyết diễm giáp. Vậy thì 2 tháng sau sẽ có một cuộc bán đấu giá quy mô lớn trong thành Bạch Thủy rồi. Tiểu đệ, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi gửi đi đấu giá, đến lúc đó, ta chỉ nhận một phần tiền xem như phí môi giới thôi, thế nào hả? Vẻ mặt Đồng Hồ đã trở nên khá nặng nề, cho thấy giá trị của huyết diễm cốt đó không hề nhỏ. Huyền khí. Không ngờ huyết diễm cốt lại là nguyên liệu chính để luyện ra huyết diễm giáp, chuyện này khiến Lâm Nhất cảm thấy hơi bất ngờ, không thể lường được. Đồng Hồ thấy Lâm Nhất im lặng không nói gì thì nhỏ tiếng nói, tiểu đệ, mặc dù ta không biết sao ngươi có thể làm được nhưng đột nhiên lấy ra 10 sợi huyết diễm cốt, khó tránh khiến người ta chú ý. Đối phương nói chuyện đầy ẩn ý, ám chỉ rằng với thực lực của Lâm Nhất, nếu cầm số huyết diễm cốt đó đi đấu giá thì sẽ gặp rắc rối. Lâm Nhất hiểu ra, hắn có thể giết chết huyết diễm xà chỉ trong tích tắc có thể là nhờ Táng Hoa kiếm. Nhưng sao ta có thể tin tưởng ông chủ Đồng được? Đồng Hồ bất lực mỉm cười và nói, ta cũng không thể hứa hẹn với ngươi quá nhiều, chắc ngươi cũng khó có thể tin tưởng lời của dân làm ăn. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể tin tưởng ta thôi, ta cảm thấy ngươi có thể giết chết được Cuồng Diệm thì chắc ngươi cũng có gan tin tưởng ta. Lâm Nhất suy nghĩ một lúc, đối phương thật sự nói không sai. Chẳng qua là một vụ cá cược thôi, cược thắng rồi thì sẽ là may mắn lớn. Được, ta tin ông, ta để 5 phần huyết diễm cốt lại cho ông. 2 tháng sau ta sẽ giao cho ông số huyết diễm cốt còn lại. Mặc dù đã đồng ý với đối phương nhưng Lâm Nhất vẫn chừa đường lui cho mình. Được. Đồng Hồ sảng khoái nói, những nguyên liệu khác cộng thêm liệt sơn đao pháp, ta tính cho tròn số luôn nhé, tổng cộng 2.000 viên linh thạch hạ phẩm. Được. Lâm Nhất hài lòng rời khỏi Vạn Bảo Các với đôi chút mong đợi. Ông chủ đích thân tiến hắn ra cửa. Lâm Nhất đi chưa được bao xa thì đột nhiên phát hiện mọi người đều hăm hở chạy về cùng một hướng. Hắn thắc mắc, kéo một người lại và hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vã như thế? Muốn chết à? Người bị kéo lại nổi giận, nhưng sau khi hắn ta nhìn thấy quần áo trên người Lâm Nhất là của phái Thanh Vân thì hiền hòa lại hơn nhiều rồi nói với vẻ thắc mắc, thiếu tông chủ của các ngươi và đệ nhất phái Tử Viêm hẹn nhau đấu võ ở Thành Đông, ngươi không biết sao? Chương 39, cao thủ giao chiến. Thiếu môn chủ hẹn giao chiến với người đứng đầu Tử Viêm môn. Lâm Nhất ngỡ ngàng, không ngờ là hắn lại có thể gặp được việc này ở thành Bạch Thủy. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dòng người xô đẩy, nhanh chóng đi đến Thành Đông. Lâm Nhất có biết Bạch Vũ Phàm. Trước khi Tô Hàm Nguyệt xuất hiện, thiếu môn chủ vốn là người đứng đầu tông môn danh xứng với thực. Và hiện tại, hắn ta cũng là một trong tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy. Nghe nói Tô Hàm Nguyệt không được xếp vào tứ đại cao thủ bởi vì thực lực của nàng quá mạnh mẽ. Về phần thật giả thế nào thì không ai biết được. Lúc còn là kiếm nô, nguyên chủ cũng từng vài lần gặp mặt Bạch Vũ Phàm. Đương nhiên, Bạch Vũ Phàm có nhớ được hắn không thì lại là chuyện khác. Lâm Nhất có hơi tò mò vì đến hiện tại hắn vẫn chưa có cơ hội gặp được cao thủ có cấp bậc như vậy. Nhất là những người này cũng chạc tuổi hắn, đi xem thử chắc hẳn có thể mở mang tầm mắt. Đi một chuyến xem sao, nhìn xem thực lực của bọn họ như thế nào mà được xưng là tứ đại cao thủ. Hiện tại hắn có trong tay 3.500 linh thạch, xem như một khoản tiền lớn, đến hội đấu giá 2 tháng sau, hắn còn có thể kiếm được một vố lớn nữa. Hiện tại tâm trạng Lâm Nhất rất thoải mái. Thoáng chốc, hắn đã theo dòng người đi đến điểm hẹn của hai người kia ở Thành Đông. Trong tầm mắt là một cái đài cao, xung quanh người xếp thành lớp trong lớp ngoài vây chật như nêm. Trên đài có một người mặc trường bào tương tự với Lâm Nhất, vẻ ngoài tuấn tú bất phàm, tóc dài tung bay trong gió, phong thái nhanh nhẹn. Đó chính là thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm của Thanh Vân Môn, Lâm Nhất nhớ rõ diện mạo của hắn ta. Dường như hắn ta đã đợi được một lúc lâu, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn, không biết vì sao đối phương còn chưa xuất hiện. Vèo! Ngay khi Lâm Nhất đang tự hỏi không biết người đứng đầu Tử Viêm Môn đến khi nào mới xuất hiện, thì một thân ảnh bất thình lình bay xuống từ trên lầu cao ở đằng xa. Mượn lực bay vọt lên không trung 3 lần, di chuyển nhẹ nhàng, sau đó đáp xuống đất một cách vững vàng. Ánh mắt Lâm Nhất tràn đầy kinh ngạc, quả là thân pháp cao siêu. Người này có thể mượn lực trên không trung 3 lần, trong khi hắn dùng hết sức chỉ có thể nhảy vọt lên 20 thước, gần như là không có khả năng mượn lực lấy đà, chỉ có thể cố gắng khống chế thân thể và góc độ tiếp đất. Liễu Vân Phi đã đến. Đúng là thân pháp tinh diệu, lại có thể 3 lần mượn lực giữa không trung,
thật không hiểu vì sao bây giờ hắn ta mới đến. Hẳn là Yên Vân Quyết của Tử Viêm Môn, xem ra lần này Bạch Vũ Phàm gặp khó khăn rồi, thực lực của Liễu Vân Phi đã mạnh hơn trước kia. Liễu Vân Phi vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết những người có mặt tại đây, tất cả đều tỏ vẻ tán thưởng. Bạch Vũ Phàm nhìn đối phương, nói, ngươi đến muộn. Liễu Vân Phi mỉm cười, không sao, ngươi chắc chắn sẽ thua. Trận chiến lần này, ta chỉ muốn xem thử có thể dùng mấy chiêu để đánh bại ngươi. Giọng điệu quả thật ngông cuồng. Lâm Nhất thầm nghĩ Liễu Vân Phi thoạt nhìn là một người nho nhã lịch thiệp, thế nhưng khi nói chuyện lại không chừa một chút đường lui nào cả. Sắc mặt Bạch Vũ Phàm tối sầm lại, lạnh lùng nói, còn chưa giao chiến, chớ có tự tin như vậy. Dứt lời, khí thế trên người Bạch Vũ Phàm lập tức bộc phát. Võ đạo tầng 8. Khí thế khủng bố trên người hắn ta bùng nổ, thoạt nhìn là cảnh giới võ đạo tầng 8, nhưng Lâm Nhất lại có cảm giác không phải vậy. Vẻ mặt Liễu Vân Phi dần trở nên nghiêm túc, xem ra một năm qua ngươi đã tiến bộ không ít. Khí thế võ đạo tầng 8 trên người hắn ta cũng bộc phát, một lần nữa khiến toàn trường kinh ngạc. Cả hai đều không sử dụng binh khí, mà bắt đầu tích tụ linh khí. Hai người đứng cách nhau chưa đến 100 mét, thăm dò lẫn nhau, đều muốn tìm ra sơ hở của đối phương. Bầu không khí trên võ đài như cô đọng lại, quần chúng xung quanh nín thở, không dám lên tiếng. Không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy cao thủ võ đạo tầng 8 giao chiến. Lâm Nhất khẽ nhíu mày nhìn hai người có thực lực ngang nhau trên võ đài, tuy nhiên, có vẻ như Liễu Vân Phi ung dung hơn một chút. Víu! Bạch Vũ Phàm khẽ quát một tiếng, thình lình vọt về phía Liễu Vân Phi. Vung tay lên chém thẳng xuống. Khai Sơn Thủ. Đây là võ kỹ thượng phẩm của Thanh Vân Môn, tu luyện đến đại thành có thể dùng một tay nhẹ nhàng chẻ núi. Cộp, cộp, cộp. Mỗi một bước chân của Bạch Vũ Phàm khiến sàn võ đài xuất hiện vết nứt, hiển nhiên hắn ta đã dùng toàn lực ứng phó, tích tụ linh khí đến đỉnh phong. Chương 40, kết cục không ai ngờ. Khi sắp tiến đến gần, hắn ta nhảy vọt lên, vung tay chém xuống khiến cuồng phong nổi lên. Một chưởng này sắc bén như đao, mang theo uy thế kinh người. Liễu Vân Phi không né tránh mà trực tiếp điểm một ngón tay ngăn cản. Giữa không trung, Bạch Vũ Phàm với uy thế kinh người lại bị đánh lui trở về chỉ bằng một ngón tay. Lâm Nhất nhắm mắt lại, vừa rồi, khi ngón tay kia điểm trên bàn tay Bạch Vũ Phàm, dường như toàn bộ đều biến thành màu xanh biếc. Một chiêu không thành, Bạch Vũ Phàm cũng không hoảng loạn. Hắn ta xoay tròn một vòng giữa không trung, trong khoảnh khắc, trường biến thành chảo chộp đến. Ưng trường công. Lâm Nhất nhìn mà kinh sợ, Bạch Vũ Phàm này quả không hổ là thiếu môn chủ. Trong tình thế như vậy mà vẫn có thể biến chiêu. Cùng là ưng trường công, nhưng trong tay Bạch Vũ Phàm lại có thể phát huy sức mạnh gấp vô số lần so với Chu Bình. Hiển nhiên, Liễu Vân Phi cũng không khỏi ngây người, hắn ta thật sự không ngờ Bạch Vũ Phàm lại biến chiêu nhanh như vậy. Bất đắc dĩ, hắn ta đành phải lui về sau. Bạch Vũ Phàm thành công chiếm được ưu thế, sau khi hạ xuống, thân thể hắn tựa như chim ưng mang theo móng vuốt nhanh nhẹn mà hung hãn. Quần chúng vây xem kinh ngạc không thôi. Lâm Nhất tự nhận bản thân không thể nào ngăn nổi 10 chiêu ưng trưởng công này. Quá nhanh, quá ác. Nhưng nói đi nói lại, Liễu Vân Phi vẫn là Liễu Vân Phi, sau khi lui lại mấy bước, hắn ta đã nhanh chóng trụ vững, một lần nữa lấy lại bình tĩnh. Chẳng mấy chốc hai người đã giao thủ gần 10 chiêu. Tình hình lúc này có vẻ như Bạch Vũ Phàm đang chiếm ưu thế, nhưng nhất thời vẫn bất phân thắng bại. Đột nhiên, ngay lúc này, bóng dáng Liễu Vân Phi đan xen vào nhau, đong đưa một cách quái dị. Kế đó hắn ta lắc người một cái, bay đến sau lưng Bạch Vũ Phàm. Víu. Rồi sau đó, Liễu Vân Phi không chút do dự duỗi ngón tay ra điểm một cái. Bạch Vũ Phàm muốn xoay người nhưng đã không còn kịp nữa, hắn bị một chỉ của Liễu Vân Phi đánh bay ra ngoài. Lâm Nhất nhìn thấy rất rõ, hắn có thể xác định khi đối phương dùng ngón trỏ điểm ra thì nó lập tức biến thành màu xanh biếc. Xoạt. Từng sợi khói màu xanh biếc tản ra trên người Liễu Vân Phi. Bạch Vũ Phàm vừa rơi xuống đất, đang định phản công thì lúc này. Khi hắn ta còn chưa đứng vững, Liễu Vân Phi đã bay vọt đến, đánh ra một chưởng. Một chưởng này lóe lên ánh sáng xanh, bàn tay hắn ta tựa như ngọc, trong suốt như lưu ly. Ánh mắt Bạch Vũ Phàm hiện lên sự kinh ngạc, trong lúc cấp bách hắn ta đã dùng toàn lực ngăn cản một chưởng này. Không ngoài dự đoán, Bạch Vũ Phàm bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Hắn ta che ngực. Mãi một lúc lâu vẫn không thể đứng dậy được. Hiển nhiên một chưởng này đã khiến nội tạng của hắn ta bị tổn thương,
không còn khả năng tái chiến. Tình thế trên võ đài đảo ngược một cách bất ngờ. Không ai ngờ rằng thoạt nhìn hai người có thực lực ngang nhau, Bạch Vũ Phàm chiếm được ưu thế vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Tử Vân Quyết của ngươi đã tu luyện đến tầng 5 rồi ư? Bạch Vũ Phàm che ngực, nhìn về phía Liễu Vân Phi, giọng hắn ta có chút khiếp sợ. Tử Vân Quyết là công pháp chấn tông của Tử Viêm Môn, mỗi một tầng sẽ biến hóa thành một màu sắc, khi đạt đến tầng cao nhất tầng 6 sẽ biến thành màu tím. Tử Vân Quyết màu xanh lá đã là tầng 5, hắn ta chỉ còn thiếu một tầng nữa là hoàn thành. Thua trong 10 chiêu, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Năm nay, tứ tông tranh tài chỉ có một người là đối thủ của ta. Liễu Vân Phi cười nhạt, hắn ta không trả lời câu hỏi của Bạch Vũ Phàm, cũng không liếc nhìn đối phương dù chỉ là một cái, cứ thế rời đi. Sắc mặt Bạch Vũ Phàm thay đổi, thầm cảm thấy nhục nhã, cái tên Liễu Vân Phi này đúng là không coi ai ra gì. Nhưng thắng làm vua, thua làm giặc, thua trong 10 chiêu, nên hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Vậy là xong rồi à, đúng là khó tin mà. Đúng vậy, 10 chiêu đã thua, tôi còn tưởng ít nhất phải hơn 100 chiêu đấy. Một năm nay, Liễu Vân Phi tiến bộ quá nhanh, không ngờ hắn ta có thể tu luyện Tử Vân Quyết đến tầng 5. Đối thủ chính thức mà hắn nói hẳn là Tô Hàm Nguyệt. Ha ha, theo tôi thấy với thực lực của Liễu Vân Phi, e là Tô Hàm Nguyệt cũng chưa chắc là đối thủ. Có điều, chỉ với Tử Vân Quyết tầng 5, Liễu Vân Phi không thể thắng nhanh như vậy, thân pháp của hắn mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Chưa chắc, tôi nghe đồn Bạch Vũ Phàm từ lâu đã không phải đối thủ của Tô Hàm Nguyệt. Thực lực của Bạch Vũ Phàm cũng rất mạnh, tiếc là lại bại một cách nhục nhã như vậy. Kết quả trận chiến tuy có hơi khác so với tưởng tượng của mọi người, nhưng có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của Liễu Vân Phi cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Lâm Nhất đứng lẫn trong đám người không hề lên tiếng, hồi lâu sau, hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem bí quyết. Vốn có chút khả năng quan sát, Lâm Nhất có thể nhìn ra trận chiến vừa rồi quả thật chấn động lòng người. Nhất là bước ngoặt trong lúc giao chiến, Liễu Vân Phi lướt qua Bạch Vũ Phàm, đi đến sau lưng hắn ta, điểm một ngón tay giành chiến thắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.